dịch cho cô giùm cô em ta. Hello, xin chào cô chú anh chị nhé, chào cả nhà. Chào chị Thanh, Kim Thanh Nguyễn, xin chào hết cô chú anh chị ạ. À. Mic đầu ta, cái mic mà gắn lên to to lên đó nè. Alo ơi, cái mic lớn. Mic bự quá luôn. Mic bự mà bữa chị mua có xài chưa? Cái mic bự chị mua xài chưa? À, em chào hết cô chú anh chị nha. Chào chị Bình Ngân, chào anh Tâm An, xin chào chị Tú Kiều Nga, chào chị Lý Nguyễn, xin chào hết cô chú anh chị. Hôm nay vô hơi trễ nha, các anh chị đang ra hàng nè, các anh chị nhìn ở phía sau nha. Nhìn ở phía sau nha. Các bạn đang ra hàng nè các anh chị. Đó, xe tải đang xuống hàng luôn. Đó, đang ra ở phía sau á chị thấy không? Đang ra hàng. À, đang ra hàng Thái nên em phát like luôn nha cả nhà. Em chào chị Bình Lê, xin chào hết cô chú anh chị ạ. Chúc các anh chị buổi tối vui vẻ nha. Em mới xuống máy bay luôn các anh chị. Mới xuống máy bay luôn á, rồi bay lên đi like luôn nè. Em chào chị Bích Thủy, chào chị Tường Vi Vũ, xin chào hết cô chú anh chị. À, dạ, em mới về. Về tới đây có năm mấy anh chị. Rồi nhà bé Yến có việc cho nên là bé không có like được. Em bay luôn, em like luôn. Tranh thủ trước giờ rê các anh chị. Tại vì biết sao hôm nay là chủ nhật các anh chị còn thư thả. Ngày mai anh chị thứ hai rất là bận rộn cho nên là tranh thủ hết mức có thể luôn nha. Em chào anh Tấn Huy. Bà bò, Ngọc Điểm lai sóc chị, cái đó là Ngọc Điểm lai sóc, hàng đó thì về tầm tầm khoảng 1,7 triệu, 1,7 triệu, 1,8 triệu, hai mức đó, để tuần sau sẽ về, tuần sau sẽ về nha cô chú anh chị. Bữa trời ơi, trên sale mà em không dám coi luôn các chị, khi mà bọn kia biến mới sale rồi á, nó dọn kho là không dám coi luôn các chị, ở bên Thái đâu dám mở đâu, không dám mở like, chị thấy em đâu có vô like cái coi đâu, không có can đảm để coi, để coi là chịu không nổi. Sáng ở Thái, tối Việt Nam, đúng rồi anh Đỗ Hoài, em về tối rồi. Trời ơi, chị thấy cái gì chưa anh chị, thấy gì chưa? Một cái lô vậy nè, lô cây vậy nè, một cái dòng nắng mới nha, nắng mới. Em còn không tự tin, em còn hỏi kỹ là cái tên gì nha em, ra cho chị cái toa để chị có căn cứ chị bán cho khách hàng nha. Một cái dòng nắng mới tanh, tại vì biết sao em gõ Google tìm không ra, tìm không ra nha đó các anh chị. Nhưng mà cái này thì để em lâu sau, biết sao, tại vì còn nó nằm khoảng 2 thùng mấy là chưa ra kịp. Thơm không hả, quên ngửi nữa. Thơm, 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 thơm nha. Thơm, coi rồi không biết về bù bao nhiêu mấy. Em nói thiệt, chị Thương Hùng là không dám coi luôn. Kêu là thôi cưng cứ bán đi. Chứ bây giờ không dám coi, các chị em không đủ can đảm để mà vô, lóc vô thường hay lóc vô coi khoảng chừng tí xíu rồi lóc ra. Nhưng mà mấy cái ngày Yến Lai là không có coi một kiến nào luôn. Nè cái này từ từ nha, cái này em chưa chốt được, chưa chốt được. Cây dày nè, cây mọc ú nu nè nha. Nhưng mà đợi cara không, các chị đang ra hàng nha, cái đó em ra sau. Em lên trước cho cô chú anh chị là cái dòng mocara mà anh chị dặn em hoài. Cái màu mà thị trường mình không có bán ra bên ngoài, đó là màu này, hai màu này các chị. Đây 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 đây. Màu trắng bi, trắng bi. Đây có mặt băng mẫu nha anh chị, và màu tím blue. Đó anh chị nha. Hai màu, màu tím blue và trắng bi. Đây là cây dòng lăng mocara mà giá rẻ được trước về anh chị 140 một cây. Để em coi lại cái giá đợt trước về cho anh chị 140, cặp 250, nhưng ở cái line này bán rất là rẻ nha. Có hai cái màu, hai tông màu mới, mới về cho cô chú anh chị. Đợt trước về màu khác, hôm nay về màu khác cho cô chú anh chị. Em chỉ nhập mocara trừ khi thị trường không có màu đó thôi, còn đa số mocara của thị trường Việt Nam mình là vàng nến, hai màu đỏ. Còn cái cây này em về cho cô chú anh chị hai màu, tím blue và màu trắng bi. Trắng bi và tím blue này hơi hơi cho coi cô chú anh chị coi mặt hoa của nó nè. Em sẽ lên mocara trước, còn cái dòng nắng đó gọi là nắng mitsu, mitsu em sẽ lên sau nha các anh chị. Mitsu để lên sau, tại vì nó nằm rải rác tầm 3 thùng, nó nằm trong khoảng 2,5 thùng á, 2,5 thùng chưa tiền chia tiền gian hết nửa thùng rồi, cho nên là có 1 thùng mấy thôi, có 1 thùng mấy thôi các anh chị nha. Rồi em lên, có quà game chia sẻ giùm em mạnh mạnh tay nha. Quà game em tặng cô chú anh chị một combo mocara hai màu cho cô chú anh chị ở tối cái đêm nay, giá rất là rẻ, hàng Thái nhập về. Màu là cho anh chị sưu tầm, màu cho cô chú anh chị sưu tầm. À, đợt trước bán anh chị một cặp là 250.000 lẻ 140, ở cái line này em bán cho cô chú anh chị với giá hai màu là hốt nha, chưa bán cho chị nha. Đó, màu trắng bi, trắng bi nha các anh chị, trắng bi và màu màu tiếp blue, hai màu này nè cô chú anh chị ơi, hai màu này, chờ em xíu nha. À, chào cô An Thiên, xin chào hết cô chú anh chị nha. Chào anh Thạch ạ. À, chúc cô chú anh chị buổi tối vui vẻ. Em vô hơi trễ, phát like hơi trễ, quà game vẫn có được phần đó, nhưng mà em sẽ lên từ từ nha anh chị. Hai màu này em sẽ lên trước mocara trước.
lên cái mocara trước. Màu trắng bi. Trắng bi cho cô chú anh chị nè. Trắng chấm bi, màu trắng chấm bi mà anh chị thấy đa số thường khi đã bán mocara cho cô chú anh chị có hai màu thôi, thị trường Việt Nam chỉ tung ra hai màu. Còn những màu này các nhà vườn nếu có số lượng rất là ít và họ chỉ dành để mà lên những tác phẩm thiết kế cho những công ty họ đặt hàng thôi các anh chị. Họ đặt hàng thôi nha. Đấy, hai màu, màu tím blue và màu mocara trắng bi, hai màu. Đi tối nay cho cô chú anh chị ra rất là hời. 3 cây, em có combo 3 cây mocara cho cô chú anh chị giá 230.000 thôi nha, 230.000 một combo mocara nha. Tất cả cắt có rễ hết cho cô chú anh chị này về mình ghép nha các anh chị. Đó, cô chú anh chị nha, chia sẻ giùm em tặng cô chú anh chị một combo. Em lên trước dòng này trong khi chờ lên cái nhân nắng Messi sao. Nha các anh chị, nha, tặng cho cô chú anh chị 3 cây. 3 cây nha. Anh chị đi coi cái này em đi combo 3 cây. Nếu anh chị lấy lẻ 1 cây là 85.000. Anh chị lấy 3 cây là 230.000 nha. 230.000 cho 3 cây. Mình có thể lấy hai trắng hoặc là hai blue, anh chị cứ comment lên nha. Một combo như chị rất là rẻ, rẻ hơn đợt trước rất là nhiều. Đợt trước mua 2 cây 250 lẻ 1 cây 140. Còn hôm nay anh chị mua 3 cây có 230.000 thôi nha. Vậy màu này là màu nó phải đặc biệt, tại vì sau khi mình nhập về các anh chị phải tính toán rất là kỹ. Thị trường Việt Nam mình giá cây này một màu đỏ hoặc là vào nến anh chị cũng phải 70-80 ngàn một cây rồi. 70-80 ngàn mà rất màu rất bổ khổ thông, anh chị đi đâu cũng gặp. Còn những màu bông này phải đặc biệt, rất là lạ nha, rất là đặc biệt nên em mới về cho cô chú anh chị. Em lên cái này cho em xin chúc em lên tại cái này đó sao chị, họ xếp vô thùng thôi cho nên là khui ra rất là nhanh. Hàng về hơi trễ cho nên là nó hơi cập rập xíu, cô chú anh chị thông cảm giúp em nha. Chia sẻ giùm em mạnh mạnh tay 200 view, giả bộ 200 view đi, quay em tặng một combo luôn nè. 200 view nha. 200 view các anh chị chia sẻ thương ủng hộ em nha. Nhớ tối nay là sẽ có cái dòng nắng này. Rồi em nói cô chú anh chị, em qua bển em bốc mà em muốn lót luôn mà chỉ đóng kẹp có hai thùng mấy thôi các anh chị. Còn nằm một chiếc bên kia kìa. Nhưng mà không có nhiều. Nhưng mà lại không biết sót được bao nhiêu nữa. Nói chung là vô giường là bốc. Em nói cô chú anh chị, ở đây mình nắng nha. Việt Nam nắng, Sài Gòn nắng, Thái Lan nắng kinh khủng nữa các anh chị. Nắng mà chết người luôn á chị. Tại vì sao? Nắng say nắng người ta hạ cái gì ta chóng mặt, ta mất nước, người ta chết luôn á chị. Nói nhiều em sợ lên. Khi mà chị em đi vào ngoài nắng rồi chị, bước lên xe là phải hạ nhiệt độ từ từ. Rồi bắt đầu mới hạ nhiệt độ lạnh xuống, không rồi sốc, sợ mình bị sốc là mình ngắm tủ tỏi luôn các chị. Đến mức độ đó anh chị. Mà thật ra đời kỳ này đi Thái cực kỳ mệt, cực kỳ vất vả. Nhiệt độ nắng kinh khủng. Mà đi lấy hàng cũng khó các anh chị. Bây giờ thị trường đã bắt đầu nó nhộn nhịp lại rồi. Thị trường xuất các nước khác cũng đã nhộn nhịp lại rồi. Mình mua hàng nó càng khó khăn hơn. Do vườn anh chị mua tin không? Một cái vườn đi rất là xa, đi 4 tiếng đồng hồ. Họ chỉ cho mình đúng 15 phút. Em coi gì đó, em coi em đặt hàng gì, em chỉ được ở trong vườn 15 phút. Anh chị tin kinh khủng không? Như vậy đó, cho nên là mua cực kỳ khó. Thị trường đã bắt đầu đã khởi sắc lại rồi. Là các nước nhập rất là nhiều. Em tới mấy vườn họ đang xuất các nước. Thậm chí họ vừa tiếp cái đoàn buổi sáng, đoàn của khách của Indo. Xong rồi buổi chiều là tiếp em á các anh chị. Nó như vậy đó. Nên là bây giờ mua được cái gì chị mua đây. Em tin chắc cô chú anh chị là ngày càng khan hiếm hơn rất là nhiều nha. Kể cả thị trường cây giống bây giờ nó cũng đã dứt rồi. Từ tháng 3 là thị trường cây giống đã lên rồi anh chị. Lên mấy bạc một cây rồi đúng không? Nếu tất cả các nhà vườn cô chú anh chị nhập cây vào tháng 3 nó đã lên giá rồi. Nó đã lên giá rồi các anh chị nha. Cây lớn mình chưa gọi là khởi sắc đâu. Nhưng mà em đã thấy cây giống đã lên từ tháng 3 rồi. Cây giống nhập chuyển về Việt Nam đã lên vào tháng 3 rồi. Cô chú anh chị nay gì view 1.000 hết rồi. Cảm ơn cô chú anh chị thương nha. Con chào cô Hương. Cảm ơn cô Hương. Chưa kịp chốt 3 cây ngọc điểm lá sọc là có người chốt trước rồi, nhanh thật. Đúng rồi, có 3 cây à. Mà khách hỏi tới 6 người là tới 6 cây lận, 7 cây lận. Với anh nữa là chắc 7 cây đó. Nhưng mà em bốc được có 3 cây à. Mà cái đó biết sao, sáng em chỉ sắp được có 2 cây hai cây chớp về cho anh Hòa với anh kia thôi. Em đâu dám sách nhiều nữa, bị phạt 2 triệu đồng rồi, đâu dám sách nhiều đâu. Cho nên là đợi đợt sau. Cây lá sọc em có dặn vừa sẽ đóng riêng, đợi tuần sau sẽ về lá sọc cho cô chú anh chị nha. Vừa đang đông đang đi hỏi vòng vòng mấy cái vườn khác có cây lá sọc nữa không nha. Có đó là cây băng cốc xinh xác.
Bằng cốc xanh xe lá sọc. Em xin chào hết cô chú anh chị nè. Trời em mê cái này lắm các chị. Em nói qua em nói anh chị là bất kể nắng em bóc cây tới độ mà em biết là xăng ống quần lên á, các anh chị lội xình á. Vậy á chị, có những vườn người ta đâu bóc đó anh chị, tự thích vô bóc bóc nha, không chứ không lựa đâu đó anh chị. Vất vả lắm, nói chung là mua hàng đợt này thấy nó khó khăn hơn nhiều, khó khăn hơn nhiều. Người ta không có cưng chiều mình như cái thời dịch và cái thời trước Tết đâu nha. Bây giờ đi mua rất khó khăn các anh chị, rất khó khăn. Nên cô chú là mong được về hàng ổn và cô chú anh chị ủng hộ để em có động lực. À, thực ra đi rất vất vả, nắng vô cùng, nắng vô cùng, chắc về đắp một cái lớp cái gì lên, mấy chục lớp lên hơn mấy cái mặt cái bù đắp được không các chị. Nắng khiếp lắm các anh chị ơi, 39 độ mà nha. Chết cái gì hả, từ từ đi, chết từ từ. Rồi nha, nhớ cái lô này nha. Rồi em lên trước, xin phép trước, tại vì cái hàng này ra họ quấn báo dán giấy cho nên là nó ra hơi chậm hơn. Em cái lô này em sẽ lên sau cái mocara nha. Mocara em lên cho cô chú anh chị. Ở cái live đầu live tối nay sẽ có hai màu tông màu mocara nha. Cảm ơn cô chị Nhung ạ. Quà game em vẫn để đó. Sao lúc nghe được lúc không á. Chết cha. Cái giọng của em nó tắt đài hay sao anh chị gắng nghe giùm em nha. Rồi. Đây anh chị. Mở cái mic lên giùm chị đi, chị xài cho chị nha. Đây. Nếu mà anh chị nghe không rõ thì em sẽ trợ lực cái mic nha các chị, tại vì đi một tuần lễ các em đi từ ba tây á tới nay mới về á chị. Nói chung là đi không nghỉ trưa, sáng là 6 giờ là đã đi rồi, về tới 7 giờ mấy tối á, mà ở bên kia vẫn còn thấy đàn nha anh chị, còn sáng nha. rất là xa và rất là mệt. Đáng ra em về, thực ra cái đầu chị mà ngồi lên cái máy bay là em nói cái đầu em hôm nay rất là nhức, tính là về nằm ngủ á chị, nhưng mà nhà bé Yến có việc cho nên là thôi tranh thủ nên có hơi khó nghe, cô chú anh chị thông cảm giúp em nha. Rồi em lên nha. Mocara nhớ giúp em là cái lô này là màu, nó là màu mới. Em về hai màu này cho cô chú anh chị nè, màu trắng chấm bi, mocara trắng chấm bi. Em đang đi giá rất là rẻ, em nhắc lại cô chú anh chị cái lô này rất rẻ nha các chị. Đợt trước em về cho cô chú anh chị là 140 một cây. Một cây như thế này 140.000 một cây các anh chị, đi cặp là 250. Ở cái line này em đang đi cho cô chú anh chị là có 85.000 một cây. Mình lấy 3 cây là 230.000. 230.000 cho một combo, em có hai màu cho cô chú anh chị. Mình thích lấy ba màu này, ba cây này, ba cây kia, hai combo cũng được. 230 nha, đồng giá hết cho cô chú anh chị luôn. Hai một màu một cora cho mình, màu rất là đẹp nha. Ok, em thấy comment của chị Tuất Kiều Nga rồi, chờ xíu em lên. Em lên các chị, đó là màu thứ hai là màu trắng chấm bi. Đây mà anh chị em để gần cho cô chú anh chị mặt bông của màu trắng chấm bi. Tại sao thị trường Việt Nam mình Củ Chi cũng có mocara nhưng không nhập? Yến kia em nhập hoài các chị. Em nói chị thấy nó nhiều quá, chị nhập chi Yến kia kêu mấy màu đó không có chị ơi, toàn bán vàng nến không à. Chị đi vườn cắt hàng lá sổ ra hàng nến với lại vào màu đỏ không. Mà bản thân em cũng vậy, em cũng đặt cái màu này, mẹ em rất thích màu này. Mẹ em rất là thích cái màu này, thích từ 3 năm trước các anh chị, đặt không có. Mà giá cũng đắt, giá thị trường đi ra màu này bao giờ cũng cao hơn rất là nhiều. Đấy, các khúc về mà giao sĩ mình cũng cả 100.000 rồi. Giao sĩ làm sao bán lẻ được các anh chị nha. Màu này thị trường rất là đắt nha. Nhưng mà đối với bên Thái khi em về trực tiếp cho cô chú anh chị từ vườn Thái về luôn, giá rất là rẻ. Một cây 85.000. Cầm cây thế này để cho cô chú anh chị hiểu là cây cỡ này nó có bông nha anh chị. Cắt cây thậm chí có bông nhưng mà em không có bảo hành, nói rõ là không bảo hành. Nhưng những cây này về cho cô chú anh chị là nó rất là nhanh bông nha. Đó, cắt cố gắng còn rễ hết cho cô chú anh chị. Và cái cách trồng của mocara thì trồng như thế nào em chia sẻ vài phút nữa các anh chị. Anh chị bỏ vào trong cái chậu còn cứng thế này, và khi nếu anh chị có phủ giá thể thì anh chị để vỏ thông hoặc là vỏ đậu phộng hoặc than, và chị để thấp hơn giùm em nha. Không để phủ giá thể lên cao thế này. Giá thể phủ lên cao như thế này thì già lá anh chị sẽ bị rớt lá chân nha. Em lên combo mocara trước vì cái loại đó nó không có gói giấy cho nên các bạn ra hàng rất là nhanh. Em lấy một combo tặng cho cô chú anh chị. Trong cái like này sẽ có một phần quà game là 3 cây. Rồi em sẽ lên cho cô chú anh chị như thế này. Đó, mấy cây này cao như thế này nha. Anh chị, cây cao. Cây này là màu trắng bi,
trắng bi cho cô chú anh chị nè. Màu trắng bi nó trồng như thế này. Còn banana này là màu tím blue, hai màu nha. Em chào chị Yến Linh Dương, xin chào hết cô chú anh chị nha. Em quay game. Chút xíu em sẽ quay. Rồi em lên màn hình. Hai màu cho cô chú anh chị. Tím blue và trắng chấm bi. 3 cây 230.085.000. Ghi em cái giá giùm cô luôn á. Con ơi, khi mình bán tới đâu các bạn ghi sổ là nhớ ghi cái giá giùm cho đỡ khách vào xem không có coi được. Rồi, em lên. Lên cây. 3 cây trắng cho. 3 cây trắng chấm bi cho chị Tú Kiều Nga. 3 cây trắng chấm bi 230 nha. Em lên cái dòng này trước, em xin phép lên dòng này trước nha cô chú anh chị đang ra ra hàng. 1 cây, 2 cây, 3 cây. 3 cây trắng chấm bi cho chị Tú Kiều Nga. Em cảm ơn ạ. Chị Thanh Thúy, 1 cây trắng, 1 cây tím. 1 cây trắng và 1 cây tím cho chị Thanh Thúy ạ. 1 tím và 1 trắng cho chị Thanh Thúy nha. Em cảm ơn. Lẻ 85.000 các anh chị. Chị anh Võ Bắc Đạt 6 cây mỗi loại 2 màu nè, màu mới nha các anh chị. Võ Bắc Đạt 3 cây màu tím cho anh Võ Bắc Đạt, màu tím lá đậm hơn và lá xếp nha các chị. 3 cây cho mình nè, 3 cây màu trắng cho anh Võ Bắc Đạt ạ. 3 cây mà chị xiên bông không các anh chị? Rất là xiên bông nha, 3 cây em cảm ơn ạ. Chị Lý Nguyễn 3 cây tím, em cảm ơn chị Lý Nguyễn ạ. 3 cây tím cho chị Lý Nguyễn nha, 230. Giá rẻ các anh chị. Giá rẻ. Rẻ hơn thị trường rất là nhiều luôn. Rẻ hơn đợt trước bản thân em nhập nữa anh chị. Sau khi chiều kinh nghiệm đóng gói hôm nay về cho cô chú anh chị Mokara cước phí rẻ vô cùng nha. Kẻ di trú 1 cây trắng 1 cây tím nè. 1 cây tím, 1 cây tím blue, 1 cây trắng chấm bi cho kẻ di trú nha, em cảm ơn. 1 cặp cho cô chú anh chị, nói lẽ là 85.000, mình lấy từ 3 cây giá có 230 thôi. Chị Trâm Thanh 2 trắng 2 tím cho chị Trâm Thanh nè. 2 tím blue cho chị Trâm Thanh nè. Hai trắng. Hai trắng cho chị Trâm Thanh, hai tím blue cho chị Trâm Thanh nè, em cảm ơn. Chị Mai Thảo, 3 tím 3 trắng cho chị, em cảm ơn ạ. À. Anh chị ơi, chưa tới giờ chưa bao giờ cầm Mokara bán rẻ như thế này. Đợt sau em sẽ nhập về cho mẹ em. Mẹ em đồ màu tím thích lắm, mẹ thích màu tím vô cùng. Không có hàng các anh chị cả màu trắng nữa. Mà còn gọi giống như là đột biến vậy chị. Nha, 3 cây cho chị Mai Thảo nè. 3 tím blue cho chị Mai Thảo ạ. À. Ba cây tím blue cho chị. Chị Mai Thảo có chưa? Mai Thảo nè. Chưa mà. Mai Thảo rồi, giờ tới chị Heo Lười 2 tím 1 trắng. Mokara đó chị Tuyết Mai Nguyễn 2 tím 1 trắng. 1 trắng cho chị Heo Lười nha, em cảm ơn. Chị Trần Phương 2 trắng 1 tím. Ok chị, màu trắng rất là hiếm và kể cả màu tím nha chị. 2 trắng 1 tím cho chị Trần Phương, em cảm ơn nè. Anh Đỗ Hoàng Võ ơi, chút xíu em quay game nha. Trong cái live này em sẽ quay tranh thủ các anh chị. Tại vì hơi chị trễ rồi, chắc chắn trong live này em sẽ quay game. Nhưng mà bữa sau hàng về hơi trễ, gần 9 giờ hàng mới về. Thông thường hàng về là tầm 1 giờ em đã live rồi, 1-2 giờ rồi. Thì nó mới cuốn nhanh cái hàng thái được. Tại vì hôm nay ngày Chủ nhật cho nên cô chú anh chị thông cảm, like em sẽ quay cho mình vào trong khoảng gần cuối like. Còn bây giờ em sẽ tranh thủ bán hàng nha các anh chị. Đang có việc kêu anh chị thông cảm giúp em nha. À, chị Thích Thị Lan 2 tím 1 trắng nè. Đó, một combo cho chị Thích Thị Lan nè. 2 tím 1 trắng cho chị Thích Thị Lan nha. 2 tím 1 trắng cho chị Thích Thị Lan, em cảm ơn ạ. À. À, anh Văn Thái 2 trắng 1 tím, ok ạ. À. 2 cây trắng cho anh Văn Thái nè. Hai cây trắng Trang Quang Thái, một tím Trang Quang Thái nha. Em đang lên Mokara cho cô chú chị hai màu rất là đẹp, màu trắng chấm bi và màu tím blue. Dạ sáng bên Thái đúng rồi. Chị Trần Phương Hương phải chạy vậy á, chạy xô vậy á các chị. Chạy xô vậy mới chịu nổi đó. Này, hai màu của Mokara em cho cô chú anh chị coi mặt bông rõ nè. Em chào hết cô chú anh chị nha. Đây là màu trắng chấm bi, bông bông to, cánh bông đẹp, màu trắng trên nền chấm bi rất là đẹp các chị nha. Đó Mokara mặt bông hàng sưu tầm. Đây màu thứ hai là màu tím blue. Màu này em rất là thích. Không biết cô chú anh chị như thế nào, nhưng đối với Mokara dễ trồng. Bông thì quanh năm, khí hậu Bắc Trung Nam, đặc biệt anh chị khí hậu nóng, nắng anh chị, khí hậu miền Nam mình nắng anh chị, càng dễ trồng nữa. Đất Củ Chi mình trồng rất là nhiều, nhưng
những cái màu hiếm như thế này rất là ít. Tại sao em về thì tại sao Củ Chi sát bên, về Tân Phú sát bên không lấy về bán mà phải lặn lội đi Thái đi tìm? Tại vì tất cả những cái màu của bên mình đa số màu đỏ, màu vàng nến, hai màu đa số là họ dùng để cắt để bán cho mình thôi. Thậm chí em rất là bực mình đi cô chú chị, 3 năm liền em không bán mocara. Không bán mocara tại vì sao? Mình đặt nhà vườn, đặt nhà vườn là nhiều màu, cuối cùng họ giao cho mình chỉ màu vàng và màu đỏ. Còn những màu này họ giao đâu á? Bản thân em đặt nè các anh chị, đặt cả ngàn cây, 2000 cây chứ phải ít, nhưng mà họ chỉ giao đúng hai màu thôi, màu đỏ và màu vàng nến thôi. Còn những màu mình yêu thích, màu tím như thế này, màu trắng như thế này là hầu như không có một cây nào để bán cho cô chú anh chị luôn. Anh chị để ý, còn nếu mà họ bán gọi là cắt cái này đi để bán lá cho cô chú anh chị thì phải hỏi kỹ màu gì. Bản thân em cũng mua nó khó khăn rồi, đừng nói chi. Mẹ em rất thích màu này các anh chị, mẹ rất thích màu này. Mẹ kêu nhập từ 2 năm mấy trước rồi, nhưng mà em vẫn không mua được ở trong thị trường của mình. Không, thị trường phải qua đi kia mua. Rồi, có ai nữa không? Em chốt cho chị Diễm Thu màu trắng màu tím nè, màu trắng cho Diễm Thu. Các chị nhưng mà không bảo hành nhà, các em đã đưa vậy chị biết là cây này xiên bông. Màu trắng màu tím cho chị Diễm Thu nha, cảm ơn. 85.000 một cây, mình lấy 3 cây giá là 230.000 để em ghim cái giá các chị nha. Mocara trắng chấm bi và tím blue, 3 cây 230 lẻ 85, em ghim cái giá luôn nha các chị. Đó, giá có sẵn cho cô chú anh chị luôn. Em cảm ơn chị Diễm Thu nha. Hoa sao vậy hả? Hoa này nè, bông thì quanh năm, khí hậu nào chị trồng cũng được. Mình có thể trồng chung một chậu hoặc anh chị ốp rổ ốp lũa cũng được nha các chị. Đây mặt hoa của nó. Đấy chị, phải anh chị tìm màu này rất là lâu không chị? Mocara xuyên bông cực kỳ miễn vàng luôn. Miễn vàng luôn, tại vì sao? Dòng lan này chuyên để dành cắt cành để bán cho các shop hoa. Chuyên dòng này để cắt cành để bán cho các shop hoa Mocara và Dendro Sonia tím cầu dầu hoặc là trắng. Anh chị cứ đi chị, mấy cái shop hoa đều có những mặt bông này, những bông, nhưng mà đa số là màu vàng với màu đỏ thôi nha. Màu vàng từ đỏ thị trường mình. Đó là dòng em đang nói về cái dòng lan Mocara mà rất là xiên bông. Và thị trường dùng những cái chất nhà vườn đã xác định trong cắt cành thì một là chọn Mocara là dòng lan này, hai là chọn Sonia hoặc là màu trắng nha, 5N đó. Một cây tím cho chị Thanh Thanh Nguyễn nè, một cây tím cho mình nha, em bán lá nha cô chú anh chị. Một tím cho chị Thanh Thanh Nguyễn nha, em cảm ơn. 85.000 cây nha. Lấy cho chị Nhung Lê Thị Kim nè, một trắng hai tím ok chị, em cảm ơn chị Nhung nha. Hai cây. Mới gặp chị Nhung hôm bữa là em ra chuẩn bị lên máy bay, hôm nay em về gặp lại chị Nhung. Đây, chị Nhung hai cây tím cho chị Nhung nha. Một cây trắng cho chị Nhung, em cảm ơn. Một cây trắng cho mình, một cây trắng cho mình, trắng chấm bi nha. Ok anh Văn Thái, đổi địa chỉ qua tin nhắn ghi chú, mai đổi địa chỉ nha. Chị Kim Hương, một hai tím một trắng cho chị Kim Hương nè. Hai tím một trắng, hai tím cho mình, một trắng cho chị Kim Hương nè. Em cảm ơn, một combo có 20-30 thôi anh chị, rẻ lắm luôn. Chị Phan Hằng hai tím một trắng à. Ok, màu tím rất là ít các chị. Hai tím nè. Một trắng cho chị Phan Hằng nha, em cảm ơn à. Phan Hằng. Số 16, chị Thúy Ngọc Trần, Xí Ngọc Trần. Hai tím một trắng luôn. Hai tím và một trắng cho chị. Cho chị Thúy Ngọc Trần, em cảm ơn à. Em cảm ơn à. Chị Thúy Ngọc Trần là số 17. Chị Lan Hương Bồi 18, 3 tím cho chị Lan Hương Bồi nè, em cảm ơn. Em nói cô chú anh chị, cái dòng lan mà tất cả các nhà vườn khi mà chọn, tại khi mà anh chị mở vườn ba cây này, em chọn cây cho chị trước cái rồi em nói về cái cây này. Tất cả cái cây này đa số về có ngồng, 70-80% là có ngồng, nhưng mà những cái cây này là cắt thân cho nên là nó sẽ không bảo hành vòi bông. Em nói con chú chị nhanh bông lắm. Khi mà một khi ví dụ em mới bước ra trồng lan thì em sẽ xác định sẽ hai cái xu hướng, hai con đường mình đi. Một là mình trồng chuyên về cắt cành để bán cho các shop hoa. Hai là trồng chậu để bán livestream và bán cho các cái cửa hàng. Sẽ đi hai cái hướng nha các anh chị nha. Và khi nếu mà xác định là đi cái hướng là đi trồng bán bông, bán cho các shop hoa, bán để xuất khẩu những cái bông mình á, thì
người ta sẽ chọn dòng lan Mocara. Bởi vì sao? Xiên bông. Xiên bông, một cái gì rất là xiên bông. Cắt liên tục, cắt từ dưới lên nha các anh chị. Cắt bông liên tục, cắt từ dưới lên. Anh chị vạch đi, lách lá nào cũng sợ ra bông liên tục cho cô chú anh chị. Là Mocara nó xiên bông như vậy. Khi nó đó, thì thị trường Việt Nam mình rất nhiều nhà vườn đã trồng Mocara. Nhưng tại sao em phải lặn lội đi Thái mua một cái vé máy bay bút qua bên đó, đi qua đi lại hết chị gần 6 triệu bạc, 5 đến 6 triệu bạc đi về, cước xe, ăn ở khách sạn, chi phí là rất là nhiều. Tại sao phải đi qua đó mua mà không mua ở Củ Chi? Củ Chi rất nhiều, rất là nhiều nha. Củ Chi đi dài về hướng Tây Ninh, dài về hướng Bình Dương vẫn có rất là nhiều vườn trồng Mocara. Nhưng em nói tại sao? Vì bên này mình đa số những màu này người ta giữ lại hoặc bán giá rất cao, còn đa số họ chỉ bán là nhà vườn bán cho mình màu đỏ và màu vàng nến, hai màu đó thôi nha các anh chị. Còn màu tím blue và màu trắng bi nó như thế này, và phải mua bên kia, phải mua bên kia mới được giá rẻ cho cô chú anh chị. Đã bên này cũng có nhưng mà số lượng rất là ít và giá rất là cao. Cây này á chị, cái thời điểm Tết bán 250 một cây, giao sỉ 200 ngàn một cây. Bán đường nào ra các anh chị? Bán đường nào ra? Đó, màu đây là màu trắng chấm bi, trắng nè các anh chị. Đây là chuẩn mặt bông của nó luôn. Chị gì hỏi em hồi nãy cánh tròn hay cánh nhọn, cánh dày nè. Nó mặt bông nó thực tế, em chụp tại cái chỗ cắt bông ở bên Thái luôn, cút về đây thì nó bị hư bông rồi nha. Đó, mặt bông nó như thế này nha. Còn màu thứ hai là tím blue, màu này là màu trắng chấm bi. Tại sao phải lặn lội ở bên Thái nằm mua giải nắng để mua về? Tại vì bên mình chỉ có hai màu đó và vàng nến, bán đại tràng luôn. Bản thân em bán lan là 6 năm, có 3 năm đầu hiện có bán Mocara, nhưng 2 năm đầu có bán nha. Mọi người rất là bực, bán xong em thậm chí chùa đặt em nè. Chùa đặt khách VIP của Hồ Đẹp em đặt luôn. Đặt em đặt lại vườn mà mình bán là quanh năm á anh chị. Hứa cam kết giao cho em 1000 cây đủ màu, thật ra anh chị chở nguyên xe xuống màu đỏ. Chở nguyên xe xuống màu vàng, bán đường nào các anh chị. Cái năm đó em ra ngoài đường ngay cửa cái nhà thiếu nhi, em đứng em bán luôn các anh chị. Tại sao về có một màu à? Bán khùng luôn. Bán sau đó đâu là em bán đúng 2 năm, xong rồi 3 năm về đây không có một cây Mocara nào tại cửa hàng Sóc Hoa Lan Vĩnh Kỳ này luôn. Là rất bực. Bản thân mình đặt mà như vậy, đặt nhiều màu về đúng 2 màu mà về 2 đợt nữa. Một đợt nguyên một màu vàng, một cắt nguyên một lô màu vàng, một đợt cắt nguyên lô màu đỏ. Anh chị giao đường nào, chị ghép chậu đường nào. Đợt đó em 3 năm nay em không có một cơ Mocara nào bán Tết cho anh chị. Thật sự chị, nếu mà chị để ý nha. Rồi em chốt tiếp nè. Chị Nhi Nguyễn 2 tím màu trắng cho chị Nhi Nguyễn nè. 2 tím cho chị Nhi Nguyễn nè, màu trắng cho chị Nhi Nguyễn nha. Em cảm ơn. 2-30 một combo thôi. Chị Lê Huyền 2 tím màu trắng cho chị Lê Huyền. 2 tím à, màu trắng cho chị Lê Huyền nha. Em cảm ơn. 2-30. 2 tím màu trắng. Hoa mộc lan 1 tím màu trắng. 85.000 một cây, lấy lẻ 85 giúp em nha. Mua 3 cây 2-30. À, chị Phan Hằng hồi nãy cái gì đó đổi lại cho chị 2 trắng 1 tím đây. Vậy là chắc là thêm một cái trắng nữa, bớt một cái tím ra đúng không? Chị Hoa Mộc Lan thêm một cái tím trắng nữa cho chị nè. Chị An Nguyễn lên trạng thái là chị An Nguyễn đã lấy hàng rồi. Chị An Nguyễn là làm hôm bữa em thật sự muốn đứng tim luôn á, chị em của em, tình yêu của em ơi. Bà cân đối nha, bà rượu bà hết tiền mà nhận là chết em luôn á. Hôm bữa là thằng bé nó gọi mà em nói đi Thái là em muốn tóc em nó dựng vậy nè, nó dựng đứng luôn á. Nha nhớ nha, mà cân đối nhưng mà xong rồi em là chết em á nha. 2 tí một trắng nè. Chết em đó, mà chết em, chết em á mà. Chị An Nguyễn ơi nè. À, một trắng hai tím một trắng. Một trắng hai tím cho chị nha. Hai tím một trắng. Tím này nó lá nó hơi sẫm hơn nha. Hai trắng cho mình. Em cảm ơn. Cô Thanh Tùng Lê hai tím hai trắng một tím. Các anh chị, cái này là em bán hàng Thái về không bảo hành vòi bông. Mocara xiên bông lắm các anh chị. Có cao vòi bông về cũng hư. Về cũng hư nha. Em nói trước nha. Hai, tại vì cái này là anh chị phải trồng lại nha, mà rất là xiên bông, kiên nhẫn để cắt bông à. Hai, cô Thanh Tùng Lê nè,
cảm ơn. Dạ ok chị. Ông Đặng ông lại em cũng hết hồn luôn. Lúc đó là em đang đi ở cái vườn da chớp. Da chớp. À cái da chớp em bét được có 12 cây cái gì. Em có đăng ở trên tường á, 12 cây thôi. Còn lại cây rất là xấu tại họ xuất các nước Singapore, các Indo, xuất Mã Lai, xuất nhiều lắm các chị. Em nói cô chú gì tháng 3 là cái tháng rất là nhộn nhịp, bắt đầu nhộn nhịp rồi. Tháng 2 là còn ăn chơi nhưng tháng 3 là nhộn nhịp rồi. Bây giờ em qua là họ còn nó cho đúng 15 phút vô một cái giường cả mấy mẫu mà nó đi như là bay. Bắt đầu ha, thắng xe một cái kẹt xuống là ba chị em chạy ba đường. Tại vì em bé Loan chạy đường với bé dẫn đi là chạy ba đường, lấy được cái gì rồi, chụp cái gì rồi, bắt đầu về tổng hợp rồi đặt hàng. 15 phút đi mấy mẫu giường á chị. Để chị thấy em cột cái giày lột giày đi luôn á chị, như vậy đó. Nhưng bây giờ thị trường nó bắt đầu nó sôi động lại rồi, các nước Việt Nam mình vẫn còn hơi nhích nhích thôi. Nhưng mà các nước đã bắt đầu sôi động lại rồi và cái nguồn hàng nó bắt đầu nó sẽ khan hiếm nhiều. Lấy chị chân Ngân Nguyễn hai trắng hai tím nha. Ok chị. Một cây. Hai cây tím cho chị Ngân Nguyễn nè. Hai cây trắng cho chị Ngân Nguyễn nha. Hai cây trắng cho chị Ngân Nguyễn nha, em cảm ơn. À, tóc tiên hả? Tóc tiên chưa về chị. Anh Vũ Bảo Khánh ơi, tóc tiên em hẹn mình là tuần sau nha. Tuần này thì nói chung là khi cái ngày đầu tiên em qua là ngay cái chuyến hàng cho nên là em đi được có 7 tấn thùng thôi, còn chia Tiền Giang nữa là không có nhiều. Cái lô hàng hôm nay với ngày mai bán không có nhiều. Không có về không có nhiều. Nhưng mà dòng nào nó ra dòng đó, tuần sau nó sẽ hơi nhiều xíu. Để lúc đó em đã gom được rồi nha. Em lên Pokara cho cô chú anh chị đó, rẻ. Trước đây về cho cô chú anh chị 140, nếu anh chị có theo dõi like, bán không có một cây nào xả đơn luôn. Mua 3 2 cây là 250, còn cái like này bán rất là rẻ. Tại sao em đóng thùng, cái cách thức đóng thùng với là chi phí làm cước rẻ cho cô chú anh chị, về tới cô chú anh chị mà mức cước như vậy vô cùng rẻ, thấp hơn cả thị trường Việt Nam. Nha. Em cho cô chú anh chị coi lại cái màu bông của Mocara em đang lên cho mình tối nay. Nhớ chút xíu em có lên một cái dòng nắng. Cho em khoảng chừng 15 phút nữa em lên Mocara xong em lên lòng nắng nha. Bây giờ là khoảng 9 giờ rưỡi. Kế hoạch khoảng 9 giờ rưỡi. Em nói về cái cây Monera này và mặt bông. Đấy anh chị, xiên bông. Và cái nhà vườn, đa số Mocara này nhà vườn người ta dùng để cắt cành nha anh chị. Cắt cành trong nước, cung cấp cho các xuất hoa, thậm chí cả xuất khẩu. Anh chị đi Hồ Thị Kỷ, chị sẽ thấy người ta treo bịch này rất là nhiều. Nhưng mà đa số mình là màu vàng với màu đỏ. Màu vàng với màu đỏ nha. Nên cô chú anh chị mua những cái cây này dạng như là sưu tầm hồi trước đó, mấy những cái cây này anh chị bán ngon lắm. Ví dụ cắt nguyên vườn mình lén á, khi đi vườn cắt đó anh chị, lúc đó em đi vườn em lai em cắt á chị. Lâu lâu lén cắt được cây này. Giấu muốn chết các chị. Bán được giá cao hơn. Nha, cây này lúc đó bán rất là đắt. Gấp đôi cây màu đỏ và cây màu vàng. Cây màu trắng nó đắt. Màu trắng đắt lắm vậy. Nha, nếu mà đi vô vườn chị lai chị sẽ để ý màu trắng bao giờ nó bán gấp đôi. Ha, gấp đôi nha. Hai màu em về cho cô chú anh chị hôm nay đi giá rất là mềm. Những cây này rất là xiên bông mà chị nhìn nè. Em nhìn nè, cắt bông. Cắt liên tục cho cô chú anh chị nha. Cắt liên tục. Chừng khoảng 15 phút nữa là em chuyển sang trồng nắng cho cô chú anh chị, nhớ đừng có bỏ cái like nha. Bằng bỏ like có 2 thùng mấy thôi. Cây đẹp, bộ đẹp dày nè. Nhá hàng lại cho cô chú anh chị coi thôi. Trồng nắng mới mà chưa có thị trường, màu nắng thơm mít su. Vòi bông nè các anh chị và cây dày không nè. Em nói bóc cái lô này em khoái lắm luôn á. Mà chúc đi, chúc mới lên. Cho em vài phút nữa nha. Thêm một cây tím có biến mai công á chị Tiền Phạm. Em được hình như có mấy cây biến mai công á. Xíu em lên. À, thêm một cây cho cô Thanh Tùng Lê. Một cây tím cho cô Thanh Tùng Lê nè. Một cây tím cho cô ạ. À, con cảm ơn. Một cây tím cho mình, thêm một cây nữa nè. Anh chị lấy đủ combo đi, giá mềm cho mình nha. Ba cây trắng cho chị nha. Vanda. Bữa nay có Vanda không, quên rồi ta. Không, đợt này không có Vanda, Mocara thôi chị, Vanda tuần sau. Nha, em lấy ba cây trắng cho chị Hoa nè, em cảm ơn chị Hoa nha. Ba cây trắng cho chị Hoa. Đó, ba cây trắng cho chị Hoa nè, ba cây trắng 230 cho chị Hoa nha. Ba cây trắng em nói cô chú anh chị xiên bông không? Nhưng mà anh chị đừng có tính tới nhân vò này về cắt xác cho em nha. Cắt xác cho em chưa đến tháng nó ra bông lại. Xiên bông cực kỳ tại vì tất cả các nhà vườn đã xác định trồng cái cây gì nhanh bông nhất, cây lan nhào nhanh bông nhất để mà bán tối đa nhất cái lợi nhuận của mình, để ra bông liên tục là cái cây Mocara. Nha, Mocara này
ba cây này cho mình, em cảm ơn. Ngọc Điểm đang sốc là cuối tuần gì tự khai, nãy giờ khai gì ta, nãy giờ khai gì mới từ danh khai nhiều quá là không nhớ luôn, khai nhiều quá không nhớ. Chốt hai cây trắng một tím cho anh Trung Lê nè. Hai cây trắng một tím, hai cây trắng chấm bi, hai trắng chấm bi cho anh Trung Lê, một tím cho anh Trung Lê nha. Hai cây cho mình, bốn cây em cảm ơn. Nắng Thái hả? Nắng Thái cho mình nè. Tuần sau, tuần sau kế hoạch em á là thứ năm sẽ về, không biết có biến động gì không. Thứ kế hoạch là thứ năm sẽ về, thứ năm bán dài, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật 4 ngày quánh Nắng Thái tan nát luôn. Thực ra cái lô đó đẹp xuất sắc lắm luôn, những cây những cây cây gì mà em quay quay là sẽ có nha. Chốt cho chị Thanh Thanh Nguyễn một, thêm một cây trắng nữa cho chị Thanh Thanh. Cảm ơn, một cây trắng cho chị Thanh Thanh Nguyễn nha, em cảm ơn Thanh Thanh Nguyễn. Nắng Thái về hả? Kế hoạch là thứ năm tuần sau sẽ về Nắng Thái cho cô chú anh chị. Cái lô ngày thứ năm thì nó đa dạng hơn, nhiều hơn. Nắng Thái là em về em giao sỉ hết làm 3 thùng cái gì? Sỉ 3 thùng. Sỉ Nắng Thái, sỉ Da Da Mặt Cười. Nói chung là cái thứ nó năm tuần sau là em sỉ đi hết cả ngàn cây. Nắng Thái, Da Da Mặt Cười. Với lại cái cây Cát New Hammer mà lưỡi đỏ đó nha. Chị Mơ Hồ lấy cho hai trắng chấm bay hai tím cho chị ạ. Em cảm ơn ạ. Ok chị. Hai cây tím cho chị Mơ Hồ nha, hai cây mocara tím blue, hai cây trắng chấm bi cho chị Mơ Hồ nha, hai cây trắng chấm bi em cảm ơn. Hai cây này hai cây kia lấy cho chị Hồng Nguyễn, hai trắng một tím đẹp nha. Ok em cảm ơn, một tím đẹp cho chị Hồng Nguyễn nè, hai trắng cho chị nè, hai trắng một tím đẹp cho chị Hồng Nguyễn nha, em cảm ơn. Lấy một cái biếng mê công hả? Dạ từ từ, cái mê công nha, từ từ mê công, từ từ xíu đi Kim lên, từ từ. Anh ghi sổ chị Tiến Phạm đi nha, số 29 đi để lát cứ thấy. Thêm một cây trắng một tím cho chị Trần Thị Trâm Thanh. Một trắng một tím cho chị Trâm Thanh nè. Một trắng một tím, một trắng một tím cho chị Trâm Thanh nha, em cảm ơn. Trần Thị Trâm Thanh là số 6. Mới thấy bên Thái giờ này đang like rồi. Chị, em mới về luôn chị Thệ. Về chuyến máy bay là 3:50. Đến ga thủ tục về tới đây năm mấy. Rồi cái tính nghỉ mà bé nhà bé có việc nên bé không có like em bay luôn luôn, tại vì hàng Thái bữa nay chủ nhật tranh thủ anh chị còn thư thả, cái ngày mai thứ hai này bận rộn lắm nên là tranh thủ nha. Ba cây này ba cây kia cho chị Minh Thùy nè. Ok chị, cảm ơn. Một cây, hai cây, ba cây tím blue, ba cây tím blue cho chị lá đẹp cho chị Minh Thùy nha. Ba cây trắng cho chị. Ba cây trắng cho mình, chị trắng chấm bi cho mình nha. Có cái này nè, trời ơi, em mới bán một cara rồi. Em đang đợi ra hàng á chị, thấy thấy gì không? Màu này chị chưa có đâu, trời ơi. Cái màu này nó đẹp lắm chị. Rồi em ngồi, em qua đấy em nghe. Biết sao? Em đi qua, em đi lại, em đi qua, đi lại, em sợ mất. Em sợ mất, nó vậy á chị. Em qua, em bóc, em qua, em đi lại, đi qua, đi lại, trời ơi. Nắng ơi, khi đem rô nắng thơm. Giờ ôm vẫn thơm, đừng nói chi ban ngày. Chúc đi nha, cho em. Mình hẹn nhau 9:30 sẽ lên cái này nha. Cho em xin 12 phút nữa em đi cái mocara cho nó. Em dịu dịu xíu nha. Nha, 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 nha. Nè cái gì, nè cái gì, trời ơi đã lắm nha. Đen rô nắng Messi mới luôn á. Thơm lắm, thơm. Thơm mà sưu tầm mà cây cũng chụp bá vậy nè. Giống không có đâu, hỏi mua rồi. Em thấy cái cây gì lại em đều hỏi hết, trả lời không, nó chỉ bán cái lớn vậy thôi các anh chị mà không biết. Nói chung là ba quét mà đóng được một ít thôi, còn một ít rơi vào từ sau cho mình, cho nên cô chú anh chị nào tranh thủ nha. Lấy chị Thanh Lê cho cây màu hồng hả? Em có màu này nè, cây màu với lại màu blue thôi. Cây màu hồng là cái hồng bí xương đúng không? Hồng bí xương, tí xíu em lên. Chờ bông, có cây bông đó hôm qua quay ở Thái đã về bán chưa? Cây bông đỏ hôm qua là chưa. Mấy cái like Thái em phát cho cô chú anh chị là em sẽ về rải rải từ từ các anh chị, rải rải từ từ, tại vì đóng không kịp, nó không kịp các anh chị.
Em đang lên, cho em vài phút nữa cho em lên Hồng Bích Xu cho cô chú anh chị liền nha. 9 giờ rưỡi cho em 11 phút nữa thôi. Em đang tiếp, em đang nối tiếp luôn cái dòng Mocara rồng xiên bông mà hai cái màu bông. Tại sao Mocara thị trường Củ Chi có, Đồng Nai có, Tây Ninh có, Mạn Phượng nó không có lấy ở đây về bán mà cực khổ đi qua Thái Chi lấy về bán? Tại vì hai màu bông này rất là hiếm. Màu bông này thị trường Việt Nam mình không ai bán ra hết các chị, không bán nha. Màu bông này các chị, màu này. Trẻ khi mà quyết định là chọn cây về để về cho cô chú anh chị thật sự là cũng phải căng não. Yến kêu em về hoài, nó chị ơi về cho em mấy màu lạ lạ Mocara đi. Chị nói Mocara của chị có mà sao về chi nữa em. Thấy người ta bán màu mầm nó không, mấy màu đó khách hỏi em hoài à. Đó các chị, đây là màu nè. Màu nào trắng chấm bi. Phải cô chú anh chị đi kiếm tìm nó rất là lâu không? Màu trắng chấm bi, màu thứ hai là màu tím blue. Tím blue và trắng chấm bi. Các anh chị, đó, như vậy nè. Mà giá đợt này rẻ hơn đợt trước rất là nhiều. Đợt trước về cho cô chú anh chị 140 ngàn một cây. 140 ngàn một cây, mua 2 cây là 250 ngàn. Còn ở cái like này em bán cho cô chú anh chị mua 3 cây có 230 ngàn thôi. Rẻ, vô đói luôn. Cái dù rẻ, thấp hơn cả thị trường Việt Nam. Mạnh miệng nói thẳng cô chú anh chị vậy luôn đó chị nha. Khi đi em đã làm cướp, Phượng nó đi món gì về là tới công chuyện cái món đó luôn đó. Đó, nha, em lấy cho chị đi thì trang hai trắng một tím nha chị nè. Cây to đủ sức cho bông, thậm chí về có bông nhưng em không bảo hành, em bán là bán tính lá hết nha. Hai trắng một tím cho chị thì trang nha, em cảm ơn nè. Hai trắng một tím cho chị thì trang, cho chị một cara tím, một con cara trắng chấm bi đẹp nha. Ok chị Nhung Nguyễn, một cây một cara tím cho chị à, một cái cara trắng cho chị à, chị Nhung Nguyễn nha, em cảm ơn. Hai cây cho chị à, thêm hai, đúng rồi các anh chị, rất là ít ai bán, bản thân em đi mua nè không có các anh chị. Tại sao 3 năm nay shop Hoa Lan Vĩnh Kim không có bán hàng Tết Mocara? Tại vì năm 2018 2019 bị bầm dập, đặt vườn mấy ngàn cây về họ giao đúng hai màu màu vàng nến về nguyên bây giờ 1.000 cây mà hết 700 là màu đỏ, 300 màu vàng nến. Em đứng ở ngoài đường em bán, em văng ra giữa đường em bán luôn các anh chị. Em bán tới đó là em bán là bán trừ nợ người ta đó, người ta nợ người ta, em mua người ta gửi cây xuống người ta trừ đó các anh chị. Rõ trong lúc đó là máu em đầu nó lên tới đảo luôn á chị. Cho nên em sợ Mocara, đặt hàng Tết về bán, không bán 3 năm nay không bán một cây luôn, là vậy đó. Lấy cho chị Thanh Thúy một cây trắng cho chị Thúy. Một cây cho chị Thanh Thúy nha, em cảm ơn. Một cây cho chị Thanh Thúy nè. Số 1, 3 tím cho chị Châu Nguyễn. Một cây 3 kia tím cho chị Châu Nguyễn. Một cây, 2 cây, 3 cây cho chị Châu Nguyễn nha, em cảm ơn. 3 tím cho chị Châu Nguyễn. Chị Ngân hả? 10 cây có tặng không? 10 cây là nhiêu rồi ta? Chưa được. Mới 700 mấy à? Lấy 13 cây đi. 13 cây đi. À, 13 cây là nhiêu? Tặng 1 triệu không? Chị chơi tới đó chứ 10 cây em chưa tặng được. 10 cây chưa tặng được thì ra là làm cước anh chị hết mức có thể chị. Về giá hết mức có thể luôn rồi. Nên là không thể nào 13 cây em tặng 1 được, nhưng mà 10 cây không tặng được. Là chốt cho hai trắng một cây tím nó Mocara cho chị Lanh Ngô, em cảm ơn ạ. Hai trắng cho chị Lanh Ngô nè, hai trắng cho chị Lanh Ngô, một cây tím nè, một cây Mocara tím cho mình, em cảm ơn. Em cảm ơn chị nha. Chị Ngân lấy đi chị Ngân, 13 cây đi em tặng 1 nha, chứ còn 10 cây hồi thật sự không tặng được các chị. Khi đi cái này giá em thậm chí tính tới từng ngàn đồng các anh chị. Bây giờ mua hàng rất là khó khăn. Chi phí nó nhiều, nó vật vả hơn nhiều các anh chị. Chuyến này chi phí đi về nhiều hơn, đi rất là xa. Thậm chí anh chị đi 400 cây số, đi có một vườn mà cho coi đúng 15 phút đuổi quay trở về 400 cây số, anh chị có đi không? Không phải đi, tại vì những cái vườn quen mình đã có hết rồi, đi vườn mới vậy.
15 phút đồng hồ để đặt hàng vô mấy mẫu mà chị ba chị em mà đi bước tới rắn cái kịch xe một cái là bắn như tên. Tại đi phải đi liên tục. Cái gì chụp hình quay video xong ngồi tổng hợp là order nó. Cho đúng 15 phút. chị đi để chị ai mà bán lan đi Thái đi nè, bữa nghe nói có ai có shop hàng là nào cũng đi Thái đi. Em tận dụng những cái gì hết mức có thể để đến sưu tầm những cái lan mới cho cô chú anh chị và giá tốt nhất cho cô chú anh chị nhất có thể. Còn 6 phút nữa ai cô chú anh chị có sưu tầm mocara thì tranh thủ sưu tầm nha. Em tối nay em có hai cái dòng mocara hai màu cho mình, lựa cây đẹp nha, có ngồng nha, có lựa thì lấy thêm 10 cây, có lựa thì lấy. Chị Ngân Nguyễn xem 4 được mấy cây đây nè, 4 cây, hai màu này hai màu kia đúng không? Giờ em lấy thêm cho 6 cây cho chị nữa là năm này năm kia nha, là em sẽ lấy 3 cây màu này với ba cây màu kia, lựa đẹp cho chị Ngân Nguyễn nè. Mà như huấn luyện lính đặc công, chính xác anh Thắng Trương. Như vậy đó các anh chị, đi vậy mới chị nổi. Em nói bà Loan á, bắt đầu bà đi bà mạo dài. À, mua 3 là 1, ok. Rồi em lấy thêm 10 cây cho chị, 5 cây này, 5 cây kia. Bà Loan nó đi áo dài tới lúc mà nó về nó xách cái gì nè. Cứ lắc em cho coi tấm hình. Nhìn nó tan thương lắm luôn. Em thì em biết thân biết phận ra rồi. Mặc jean thôi, hoặc là giữ lắm một cái váy rất là gọn. Còn mấy lần nó quất áo dài tới chiều nó sách như là nhìn thảm lắm luôn á, xíu em cho coi. Em dìm hàng mấy lần. À lấy chị Ngân năm này năm kia nè, lựa lá đẹp cho chị Ngân nè, một cây. Mẹ em thích cái màu này lắm các chị, dặn hoài luôn mấy năm mà chưa về được. 2 cây, 3 cây, 4 cây, mẹ em thích màu tím lắm. 5 cây cho chị Ngân nè, thêm 5 cây tím nè, 5 cây trắng cho chị Ngân là tổng 14 cây. 13 tặng 1 tính tiền, 14 cây tính tiền 13 cây. 5 cây, 5 cây hồng, 5 cây trắng, trắng bi cho chị Ngân Nguyễn thôi nè. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 5 cây là 14 cây tính tiền 33 thôi. Ship hả? 40 ngàn. Để nhẹ ký mà. Một mấy cây có 40 ngàn thì ship vào lấy nữa đi. Thêm cho chị 2 cây tím cho chị Lý Nguyễn nha. Ok chị, em lựa 2 cây Nguyễn đẹp cho chị Lý Nguyễn, 2 cây cho chị. Em cảm ơn. Lấy chục cây có 14 ngàn tiền thuốc à. Tết rê. Bao ship là hả? Mới tặng rồi. Tặng cây rồi. Ngơi rồi, cỡ có 40 ngàn à tình yêu ơi. Màu này nên quản. Màu này nè. Hai màu, màu mới. Không phải là mới gì mà thị trường mình không ai bán ra. Chị có nhiều họ giữ giống như là hàng ba vậy anh chị. Cái nhà vườn giữ như hàng ba vậy chị. Ôi em bầm dập với mocara để em sợ, bởi 3 năm nay tại shop Hoa Lan Vĩnh Kim 25 Nguyễn Hữu Tiến, 3 năm nay chị đâu thấy mocara nào về đâu. Tại sao 2 năm trước toàn đặt mấy ngàn cây giao 700 cây màu đỏ, 300 cây màu vàng. Em ôm tới 30 em còn lết ở đây á chị. Ôi em bán mocara em sợ luôn. Mình làm ăn cái vườn, thậm chí đưa tiền trước các anh chị, giao xuống vậy đó, 700 cây màu vàng màu đỏ, 300 cây màu vàng mà 20 mấy giao xuống. Em bán em đứng tới nửa đêm của mình đón giao thừa luôn á anh chị. Em hận dữ lắm nên em không có bán mocara, vì trường Việt Nam mình là vậy đó, em hận dữ lắm. Lấy cho chị Bê Nguyễn 2 trắng 1 tím nè. Chị Bê ơi, không có bảo hành hàng này nhập Thái về, không có bảo hành về nó sẽ hư á, nhưng mà anh chị yên tâm cắt đi, nó ra chưa đến tháng ra. Cây này chuyên để dành để cắt bông mà, nó ra liên tục bông để cắt nha. Một tím cho mình à. Một tím cho chị Ba Nguyễn nha, cảm ơn. 3 cây 230. Về trồng sao hả? Chờ xíu em chia sẻ cái cách trồng. Chị heo lùi thêm một cây trắng cho chị heo lùi nữa nè. Ok chị, thêm một cây trắng cho chị heo lùi nha, cảm ơn. Lấy cho anh hậu quản cột ống nước vào gỗ không cần giá thể vẫn ok chính xác. Hello em chào chị Thanh Vân, 2 trắng 1 tím cho anh quản, 2 trắng 2
cây trắng cho anh Quảng nè, một cây tím cho anh Quảng luôn. Hai trắng một tím cho anh Quảng nha, em cảm ơn. Ba cây 230. Rồi em chia sẻ cái cách trồng. Em đang lên cho mình mocara hai màu, thị trường mình không có. Không có nhưng mà người ta cất lại để người ta bán giá rất là gấp đôi, rất là gấp đôi luôn nha. Nó gấp đôi thôi chứ thậm chí gấp ba cũng có các anh chị. Ra hai màu này, màu trắng chấm bi nha. Để đó cô mua sẽ gặp thân. Dạ dạ, con chuẩn bị lên trồng mới đây. Chuẩn bị chờ anh xíu lên một cái dòng nắng thơm mới, nắng hồng Missy. Missy cho cô chú anh chị trồng thứ hai là cây mocara. Màu tím blue và màu trắng chấm bi. Màu trắng này giống như hàng va các anh chị chấm chấm, rất đẹp nha. Mocara này đẹp lắm. Bông to. Bông to không phải bông nhỏ mà cánh bông như vậy chị. Nha, hai màu. Giá có ghim sẵn cho mình luôn. Đợt trước về chị 140.000 một cây, mua 2 cây là 250. Ở cái line này bán cho cô chú 3 cây có 230.000 thôi. Rẻ nha. Gia Lan Hồ Đẹp có bông thì lúc nào shop em cũng có bán. Nhưng hàng này không ship code đi được. Chỉ bán ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nếu mà anh chị ở các tỉnh miền Nam mà có xe từ Sài Gòn về á, thì anh chị chuyển khoản em gửi xe về cho cô chú anh chị, thì lúc nào ở đây cũng có bông hết. Trắng, tím, hồng, vàng gì đó. Em là nguyên cái kho, nguyên cả cái vườn Hồ Đẹp ở đây luôn nha. Lấy cho chị xí ngầu hai trắng hai tím, ok chị. Hai cây tím cho chị xí ngầu nè, hai cây tím cho mình xiên bông lắm cô chú anh chị ơi nha. Cắt là nó ra liên tục. Cái vực cái dòng lan này các nhà vườn kiêng để mà dành cắt cành bán các chị, trồng để cắt cành để ra liên tục mà. Từ dưới đây đã ra bông, ra liên tục, nách lá nào cũng ra, ra liên tục bông như vậy nè. Cắt cho chị cắt lãi, có lợi nhuận rất là cao. Nếu chị cắt liên tục cắt cái cành rong bán nha. Hai tím cho chị xí ngầu nè, hai trắng cho chị xí ngầu luôn nè. Hai cây trắng chấm bi cho chị xí ngầu nha, cảm ơn. Hai trắng hai tím cho chị xí ngầu. Màu trắng đốm ở ngoài đẹp mê, đúng rồi chị Lý, chính xác. Lấy thêm một cây tím cho chị Hồng nè, số 28. Em lấy thêm chị Hồng Nguyễn một cây tím cho chị Hồng Nguyễn nha, cảm ơn. Số 28. Em lấy cho chị Phan Hằng thêm một cây tím lá xanh đẹp cho chị, ok chị. Một cây tím là cho chị Phan Hằng nha, em cảm ơn. Một cây tím cho chị Phan Hằng, số 16. Rồi hướng dẫn cái cách trồng, chia sẻ cách trồng. Lấy cho chị Quý nè, chị Quý một trắng một tím lá đẹp cho chị nha, ok chị. Một tím cho mình, một trắng. Anh chị nhìn cái hai cái kiểu lá nó khác nha các anh chị. Lá này, cái lá màu tím đó, bản lá nó hơi dày dày xíu. Cái lá này thì hơi thanh thoát xíu nha. Hai cây hai màu cho chị Quý 085 á các anh chị. Lấy cho chị Lâm Ngọc Sương hai trắng hai tím cho chị Lâm Ngọc Sương nè. Hai tím cho chị Trang Lâm Ngọc Sương. Hai trắng cho chị Lâm Ngọc Sương, hai tím cho mình, hai trắng cho mình, em cảm ơn. Hai tím hai trắng, rồi chia sẻ cách trồng. Em lấy cái hình cho cô chú anh chị cái. Cái cách trồng của mocara. Cách trồng thứ nhất anh tự trồng như vanda nha. Cách trồng thứ nhất anh thì trồng như cây vanda nha. Cách như thế này, em đưa hình cho cô chú chị chờ em xíu. Anh chị trồng như cây vanda. Bỏ chậu, chị trồng. Bỏ vô chậu, trồng giống như là trồng như cái chậu giữa vuông vuông như của vanda mình trồng là cách thứ nhất. Cách thứ hai, cột vô ống nước như hình như thế này, chờ em 2 phút liền. Củ chi mình nhiều các chị. Các nhà vườn nhiều trồng nhiều lắm. Trồng như cái kiểu này cũng đẹp hả chị. Đây nè, cách trồng này, cách trồng này.
đa dạng mà anh chị có thể trồng như vậy mà rất là hay, nó thanh thoát hơn nhiều so với các loại khác nè. Đây các anh chị, thời gian chờ em xíu. Ốp như vậy cũng càng đẹp hơn chị. Nói chung là em mới về, mới xuống máy bay về, thành ra nó có chưa có sự chuẩn bị hình ảnh cũng như là chuẩn bị sẵn cho cô chú anh chị, nên có cái gì sơ suất mong anh chị thông cảm nha. Chờ em xíu, em chia sẻ về cái cách trồng của Mucara. Cách thứ nhất cho cô chú anh chị trồng như thế này. Anh chị bỏ vô cái chậu, bỏ vài lát, bỏ thông ở dưới nha, trồng giống như là cây vanda của mình, là cách thứ nhất các anh chị nha. Cách thứ nhất như thế này nha, cũng đơn giản như là cây vanda của mình vậy các anh chị. Cách thứ hai, anh chị trồng vô, gom vô một chậu ra những cái tác phẩm đẹp như thế này. Ở chính giữa là người ta sẽ thường đổ một cái ống nước nha, đổ một cái ống nước các anh chị nha. Anh chị có thể gom một cái chậu nhiều màu, anh chị cắm ở chính giữa, là đổ ở dưới đây nè, đổ xi măng để một cái trụ ống nước. Đây nè, chị thấy cái cổ ống nước không? Trụ ống nước nè, từ đây nè lên tới đây là cái khúc ống nước nè. Ống nước đổ cố định để làm chi? Để anh chị cột cái thân cây này nó đứng không bị ngã. Để mục đích của cái trụ này như vậy thôi. Chị có cột bên này cũng được. Đổ xung quanh đây là mấy cái cây, ví dụ 4 cây là 4 cái khúc ống nước. Anh chị đổ xi măng nó cứ cố định thì chị cột cái thân này nó đi đứng lên thôi. Đó là cách trồng thứ hai. Chị Dung thêm một cây nữa nha. Ok chị, em cảm ơn chị. Đà là chị Nhung Nguyễn đủ chưa? 32 đủ 3 cây chưa? Hả? Chưa hả? Ok. Ok, lên đăng bí xô liền, lên đăng bí xô liền. Thêm một cây tiếp nha chị hả? Rồi. Thêm một cây tiếp cho chị Nhung Nguyễn nha, em cảm ơn ạ. Cô chú anh chị nào có lấy Mucara nữa lấy nha. Đi giá mềm 3 cây 230, hai tông màu đẹp cho cô chú chị, trắng chấm bi và tím blue. Những cái dòng lan này vừa đây chung cắt bông các chị, chuyên chỉ dành để cắt bông. Gom chậu nhiều cà màu như thế này các chị. Mucara miễn bàn về cái độ xuyên bông. Dễ sống lắm các chị, dễ sống vô cùng, chính xác chị Lý. Dễ sống vô cùng. Xuyên bông cực kỳ. Ai nhắn đây? Anh Thắng Trương anh cho hình gì đó. Thắng Trương cho em gì anh Trắng Thương. Đè của anh Trắng Trương nè. Trời ơi, ảnh con siêu phẩm đấy nè. Dưỡng ngồng hoa bằng thuốc gì hả? Dưỡng ngồng thì thường mình sẽ đi 630-30, đi với sữa dinh dưỡng cộng với B1 các anh chị. Anh Thắng Trương nè. Ôi nè, anh ớt từ dưới lên luôn nè, tới chắc nó ra bít bùng bông luôn đó các anh chị. Anh Thắng Trương làm nè, ảnh thì nó siêu hơn chiếu là anh đổ cái cây chính giữa các anh chị. Ở cây chính giữa này của khách em mới cho đó, em đang bán anh mới cho nè. Ra tiệm bán đồ điện mua cái mỏ hàng điện về dùi lỗ để cột vào chậu, khỏi đổ bê tông cũng được. Ok chị đó, chị Thanh Vân chia sẻ. Nhiều cô chú anh chị có nhiều cái sáng tạo của mình trong cái việc trồng, làm sao mục đích để làm sao có cái cây nó đứng như vậy để anh chị cột nó vào thôi. Để đứng vào, để anh chị cột cái cây vào để cho nó không có ngã, tưới nước mình không có bị ngã thế này thôi. Mục đích chỉ nhiêu đó, anh chị làm bằng cách nào cũng được nha. Mucara, cô chú anh chị nào có lấy Mucara nữa lấy nha các anh chị. Ba cây 230. Ba cây 230. Em còn gần hết rồi các chị, ở đây còn khoảng chừng 20 combo nữa hết rồi. Khoảng 20 combo nữa hết rồi các chị. Chị làm sao cho vòi hoa dài bông lâu tàn hả? Dài bông đi 630-30, sữa dinh dưỡng B1 đi đó cho em. Sau khi đi hai lần quay lại một lần 20 đều. Chị Phượng lên vòng trắng hồng hồng chưa? Lên nè, chấm cho em cái lên cho nó mạnh bạo lên cái nào. Lên nè. Rồi. Tạm gác Mucara lại, cô chú anh chị nào có
coi có nhu cầu mocara thì tranh thủ lấy nha các chị, tại vì hai màu bông rất là đẹp. Em lướt lại hai cái màu bông của mocara, bắt đầu em chuẩn bị lên trắng bisu. Hai màu bông đẹp của cây lan mocara cho cô chú anh chị, này là màu thứ nhất và màu thứ hai, cho em lướt hai chay nữa thôi. Đây, màu thứ nhất là màu này, là màu trắng chấm bi, bông to, size bông to trắng chấm bi. Lưỡi hơi đỏ đỏ nha các anh chị. Đỏ hồng rất là đẹp nha, màu này là trắng chấm bi. Màu thứ hai là tím blue, hai tông màu mà cô chú anh chị mua thị trường Việt Nam mình rất là khó. Rất là khó, bản thân em mua cũng khó vô cùng. Bởi sao mà shop Hoa Lan Vĩnh Kim 3 năm nay 2020, 21, 22 vừa rồi không có một cây mocara, tại vì 2018, 19 bị dập tan nát mocara, 30 còn đứng ngoài đường bán mocara ế. Tại sao vườn gửi xuống em đặt nhiều màu, gửi đúng 1000 cây gửi 700 màu đỏ, 300 màu vàng anh chị bán đường nào. Cho nên em rất là hận mocara của vườn Việt Nam, nên không có về nữa nha, thật vậy đó. Đợt này hàng Thái về Hỏa Hoàng hả? Hàng Thái về Hỏa Hoàng tuần sau anh Hồng Hiếu ơi, tuần này em đóng không kịp. Lấy cho anh Trương biết khoa nè, hai trắng một tím cho anh mình ạ. Ok ạ. Hai trắng một tím cho anh Trương biết khoa nè. Hai trắng cho anh Trương biết khoa nha em, cảm ơn. Rồi, lên trắng cho em, anh chị có lấy mocara nữa, lấy nha anh chị. Em đi combo đợt này rẻ hơn đợt rồi rất là nhiều, đợt rồi một cây là 140, mua hai cây là 250. Còn cái like này chị mua ba cây có 230.000 thôi. Ba cây 230.000 giá rẻ mà màu đẹp, màu sưu tầm nha. Anh chị có coi lại cái like có lấy thì tranh thủ lấy, đã đem còn tầm khoảng 20 combo nữa hết rồi. 20 combo nữa hết rồi. Chấm lên nha. Ôi. Hai tiếp bồ lô một trắng cho trên thanh đổ nha. Ok ạ. À. Hai tiếp bồ lô. Hai màu tiếp bồ lô trên thanh đổ. Một trắng trên thanh đổ luôn ạ. À. Màu trắng chanh thanh đỏ nha em, cảm ơn. Lấy cho chị cây lá với luôn. Đây là cây thơm, một dòng nắng thơm. Cây thì nó là dạng khổng lồ luôn, dạng khủng long luôn. Đẹp, thơm, dòng nắng mới có mặt trên thị trường Việt Nam. Em chưa thấy nhà vườn nào bán đến thời điểm này. Đến thời điểm này em chưa thấy và bản thân em cũng chưa bán cây này. À, anh chị, đây là dòng nắng Mitsu. Hàng này em nhập Thái về. Vì sao? Chỉ có một cái nhà vườn đó ở Thái họ có. Cái nhà vườn mà em nói cô chú anh chị đi 15 phút á, mấy mẫu á, chỉ cho đi 400 cây số. 400 cây. Từ Bangkok đi cách 400 cây cho thắng cái kịch xuống đúng 15 phút. Em làm gì em làm trong vườn anh đúng 15 phút anh phải ra khỏi vườn anh. Ba chị em nói anh chị đi như hồi nãy anh nói như là lính đặc công. Thật sự đúng chính xác. Thắng cái kịch xuống là ba chị em phóng ba hướng. Đi lấy cái gì thấy cái cây xa, thấy cây này lùm lùm nó nhăn lạ, chụp kịch đi như vậy các chị. Xong hội lại bắt đầu ngồi order. Vật vả vô cùng. Đây là cây nồng nắng mới thơm, gõ Google em cũng chưa tìm ra cây này tại thị trường họ xuất các cái nước ở đâu đó. Một cái vườn này có cây giống họ cũng không bán cho mình nha. Nếu cô chú anh chị nào có thể có nhà mô thì có lấy cái này thì cây nó như này, nó lực như thế này. Nhưng em bán nói rõ cô chú anh chị, hàng nhập Thái và em bán cây thế này cho cô chú anh chị nha. Em bán cây thế này cho cô chú anh chị nè. Em bán cây thế này cho cô chú anh chị nè. Bán lá nha. Mặt bông chỉ vài cây mặt bông để mình thấy là tại em đây em phát hết lô rồi. Em phát hết lô. Đây là cây dòng nắng Messi hoa thơm, giá chị bất ngờ luôn. Dòng Messi hoa thơm cây to, những cây này chị ra thiết kế được hết rồi các anh chị. Những cây này ra thiết kế được hết rồi. Em bán cho cô chú anh chị 90.000 một cây, 3 cây 250.000. Nắng Mitsu, cái này khoảng chừng một thùng mấy thôi, hơn 100 cây xíu, có chia về Tiền Giang 50 cây. Nếu cô chú anh chị không mua được ở đây có thể mua ở Tiền Giang nha. 90.000 một cây, mình lấy 3 cây Mitsu, hàng lá, em nói rõ bán lá, em chỉ giữ mấy cây có mặt bông cho khách để coi mặt bông thôi, tại vì em này em lấy hết luôn. Cây
cây bồi khủng nha, 3 cây 250 lẻ 90 ngàn một cây. Có 100 mấy cây thôi các chị, cũng nhanh thôi. Lên cái này rồi tí xíu em lên Mekong liền nha. Từ từ. Nhanh, comment lên cho chị nha. Từ từ, con đọc nha. Kẻ di trú một cây cho mình nha, 90 ngàn một cây, 3 cây 250. Mitsu anh Lâm Việt Khang 2 cây cho anh Lâm Việt Khang, lấy cao đều đều cho anh Lâm Việt Khang 2 cây cho anh Lâm Việt Khang nha, cảm ơn. Đọc đi cô, không có dạ thảo 3 cây. Chị dạ thảo 3 cây cho chị dạ thảo cây vậy nè các anh chị ơi. Cây này nè chắc các anh chị 3 cây cho chị dạ thảo nha, 250. Dòng nắng mới thơm. Kim Huệ 3 cây. 3 cây cho chị Kim Huệ nè. Kim Huệ 1 cây cho chị Kim Huệ. 2 cây 3 cây cho chị Kim Huệ nha. Lâm. Ai nữa đây? Hai cây cho chị heo lười, hai cây cho chị heo lười, heo lười. Hai đứa con. Nguyễn Bích Chi. Ba cây cho chị Nguyễn Bích Chi. Không, em không có nhìn thấy các chị. Từ nhiều comment chơi nhiều quá em đọc. Lê Hảo 3 cây. Một cây, hai cây. Ba cây cho chị Lê Hảo các chị. Em chỉ chốt từ trên xuống nha cô chú anh chị. Vũ Phong 3 cây cho anh Vũ Phong nè. Nắng bích si, cây này to nha. 3 cây cho anh Vũ Phong, em cảm ơn. Nguyễn Hiếu 3 cây. 3 cây cho anh Nguyễn Hiếu nè. Nguyễn Hiếu cho anh 3 cây. Hoặc là lùm hoặc là cao, không có cây nào kém hết cho các anh chị nha. 3 cây cho anh Nguyễn Hiếu nè. Thanh Thúy 1 cây, 3 cây. Chị Thanh Thúy 3 cây cho chị Thanh Thúy nè. 1 cây, 2 cây, 3 cây cho chị Thanh Thúy. Ai ra thủ chút coi mày ngồi ơi, Niệm ơi ra thủ chút mày coi. Ra thủ chút. Thanh Lê 2 cây. Chị Thanh Lê 2 cây cho chị Thanh Lê nè. 2 cây cho mình nè, 90 ngàn 1 cây, 3 cây 250. Chị Trương Ngọc Liên 1 cây. Chị Trương Ngọc Liên 1 cây cho chị Liên. 1 cây cho chị Trương Ngọc Liên, em cảm ơn. Nhanh lên. Của ai nữa con? Minh Thị 6 cây cao. Chị Minh Thị 6 cây cao. 1 cây, 2 cây, 3 cây cho chị Thị nè. Em nói cây nào vác không á chị. Vậy đó. Chị Nguyễn Hồng Duyên 2 combo, 1 combo cho chị Nguyễn Hồng Duyên nè, 3 cây cho chị Nguyễn Hồng Duyên. 1 cây, 2 cây, 3 cây cho chị Nguyễn Hồng Duyên, em cảm ơn. 2 combo. Nắng Mitsu cho cô chú anh chị nha. Của ai nữa này, 1 cây, 2 cây. Em nó đang đọc tới các anh chị. Cô Bảy Cậy 3 cây. Cô Mừng Bảy Cậy 3 cây cho cô Mừng Bảy Cậy nè. 3 cây. Chị Thúy Hoàng 1 cây cho chị Thúy Hoàng nè, 1 cây cho chị Thúy Hoàng nha. Em cảm ơn. Nguyễn Minh Trọng 3 cây. Anh Trọng 3 cây cho anh Trọng. Nguyễn Minh Trọng 3 cây cho Nguyễn Minh Trọng nè. 3 cây nóng với xu. 250 rẻ các chị. Rẻ không các chị? Ai nữa còn bé Nguyễn 3 cây cho anh Lăng. Bé Nguyễn 3 cây. 3 cây cho bé Nguyễn nha. 3 cây cho mình 250. Em cảm ơn. Thanh Trúc 3 cây. Thanh Trúc 3 cây cho mình nè. Thanh Trúc 3 cây cho mình. Em cảm ơn. Ai nữa con? Dương Viết Khoa 4 cây, 40. Chị Dương Viết Khoa 4 cây nè. Dương Viết Khoa. Dương Viết Viết Khoa 4 cây cho Vương Viết Khoa nha. Em cảm ơn ạ. Mỹ Anh Võ Thị 3 cây. Chị Mỹ Anh Võ Thị 3 cây cho chị Mỹ Anh Võ Thị nè. Cây nào đáng đồng tiền á chị? Cây đó là hàng xuất khẩu mà. Hàng đó là hàng để dành xuất khẩu các nước khác anh chị. Em vô em biết mừng lắm anh chị. Mừng lắm. Có ai nữa con? Hương Hiền 3 cây, 1 cây, 2 cây. Anh chị mà xả là không có hàng để bù nha. 3 cây cho Hương Hiền. Sương An 3 cây, 58. Sương An 3
ba cây 2 5 rưỡi, một cây 2 cây, heo lười 3 cây, chị heo lười 3 cây cho heo lười, 3 cây heo lười. Chị Thu Hồng 3 cây, 3 cây siêu phẩm luôn, 3 cây chị Thu Hồng, em cảm ơn. Còn nhiều con chú anh chị phía sau. 3 cây, hả? Tâm Thanh 3 cây. Chị Tâm Thanh 3 cây cho chị Tâm Thanh. 3 cây cho chị Tâm Thanh nè. 3 cây cho chị Tâm Thanh. Lâm Việt Khang thêm 1 cây, số 42. Anh Lâm Việt Khang thêm 1 cây cho anh Khang nữa, em cảm ơn. 42 thêm 1 cây. Trên hình ngọc bích nè, 2 cây, 3 cây trên hình ngọc bích nha, 250, em cảm ơn. Thanh Trúc Hồ 3 cây, chị Thanh Trúc Hồ 3 cây, 1 cây, 2 cây, 3 cây cho chị Thanh Trúc Hồ, em cảm ơn. Mơ Hồ 3 cây, số 27, chị Mơ Hồ 1 cây, 2 cây, 3 cây siêu phẩm cho chị Mơ Hồ nha, em cảm ơn. Chị Nhung Lê Thị Kim, cây đẹp quá các chị, mát tay như vậy đó. Chi bùi 4 cây 6 cây, đúng hàng xuất khẩu có khác hả? Chi bùi 6 cây, chị Chi Bùi 6 cây, 6 hay 4, 4 cây, 1 2 3 cây, 4 cây cho chị Chi Bùi, em cảm ơn. Chiến Nguyễn 3 cây, lấy 3 cây cho anh Chiến Nguyễn nè, 1 cây, 2 cây, 3 cây cho anh Chiến Nguyễn nè, nắng bích xu dòng nắng mới trên thị trường luôn. Ai nữa con? An Nguyễn 2 cây, 65. An Nguyễn 2 cây. An Nguyễn 2 cây cho An Nguyễn nha. Em bán lái nha cô chú anh chị. Cây này như thế này. Em cảm ơn. Diễm Thu 2 cây số 12. Chị Diễm Thu 2 cây cho chị Diễm Thu nè. Siêu phẩm cho Diễm Thu. Lùm. Yến Ngọc Nguyễn 3 cây 66. Chị Yến Ngọc Nguyễn 3 cây em thường hay lựa bắp, cố gắng lựa đều đều cho các anh chị nhé. 3 cây chị Yến Ngọc Nguyễn nè. 1 cây, 2 cây, 3 cây cho chị Ngọc Nguyễn, 3 cây cho mình, cảm ơn. 3 cây cho Mai Thảo số 7. Chị Mai Thảo 1 cây, 2 cây, 3 cây cho chị Mai Thảo nè, cảm ơn. Nguyễn Quý 1 cây số 38. Nguyễn Quý 1 cây cho anh Nguyễn Quý, 1 cây cho anh Nguyễn Quý nè, 90. Mấy giờ mới tới chị An Duyên luôn. Hết rồi hả Lương? Hết rồi chị. Chắc thiếu quá. 1 cây, 2 cây, 3 cây cho chị An Duyên nè, 3 cây cho chị An Duyên nè, nắng mới nước xưa. Thảo Võ 1 cây. Chị Thảo Võ 1 cây cho chị Thảo. Trái cây 4 mùa, 2 cây, 2 cây cho chị trái cây 4 mùa, 2 cây cho chị. Thúy Ngọc Trần 2 cây số 17. Chị Thúy Ngọc Trần 2 cây, em cảm ơn chị Thúy Ngọc Trần nha. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều, nãy giờ có quên sót, cảm ơn em, thông cảm giùm em. Không ai. Thích Thị Lan 2 cây số 10. Chị Thích Thị Lan 2 cây cho chị Thích Thị Lan. Thanh Thanh Nguyễn bán lá nha các anh chị.
em Dung thấy một cây số 26. À, Dung Lê. Chị Dung Lê. Dung Lê một cây cho mình ạ. À. Em cảm ơn. 90 ngàn một cây, 3 cây 250 các anh chị. Lý Nguyễn một cây số 4. Lý Nguyễn một cây cho chị Lý Nguyễn. Nắng Mít Xu. Khanh Cẩm Lê 2 cây số 71. Chị Khanh Cẩm Lê rồi, tới đây là thấy rồi nè. Nãy giờ mới thấy chị Khanh Cẩm Lê. Lanh Ngô chưa? Xin Tiết My 2 cây số 72. Tiết My 2 cây cho mình nha. 2 cây cho chị Tiết My lấy đều đều cho. 2 cây cho chị Tiết My. Thơ Đặng 3 cây số 73. Chị Thơ Đặng 3 cây. 1 cây, 2 cây. 3 cây cho chị Thơ Đặng 250. Em cảm ơn. Trần Phương 3 cây số 9. Trần Phương 1 cây, 2 cây. 3 cây cho Trần Phương 250. Em Như Nguyễn 2 cây số 22. Anh Như Nguyễn 2 cây. Nè. Yeah. Chị Anh Như Nguyễn làm em phòng tiên nè. Hồng Nguyễn 1 cây số 74. Chị Hồng Nguyễn 1 cây. 1 cây cho chị Hồng Nguyễn à. 74. Sương An 3 cây số 58. Sương An 3 cây. 1 cây, 2 cây. Khoan Phương, Phương An có rồi. Phương An có rồi. Lanh Ngô 1 cây số 34. Chị Lanh Ngô 1 cây. Số mấy à? 1 cây nè. 1 cây đó, số 74. À, chị Xuyên Lai. Xuyên Lai 75 1 cây. Xuyên Lai 1 cây. Anh Long Trần ơi, một cây luôn. Anh Long Trần lên thông tin đi, em chốt cho mình nha. Anh Long Trần chưa có thông tin, em chưa chốt nè. Chị Yến Ngọc Nguyễn 66 có rồi đúng không? 66 có rồi, em bán lá nha anh chị. Chị Hoa có rồi, chị Thanh Cẩm Lê có rồi, anh Thanh Đỗ có rồi. Chị Nguyễn Hồng Quyên. Thanh Đỗ chưa có. Thanh Đỗ 1 cây số 41. 41 1 cây cho Thanh Đỗ nè. Hồng Quyên có rồi. Thanh Cẩm Lê số 71 có rồi. Chị Châu Nguyễn số 33 có chưa con? Chưa. Chị Châu Nguyễn 33, 3 cây cho chị Châu Nguyễn 1 cây, 2 cây. 3 cây cho chị Châu Nguyễn 230 nha em, cảm ơn. 230. Chị Kim Thoa 2 cây cho chị Kim Thoa. 2 cây cho Thoa nè, Thoa ơi, 2 cây cho chị Thoa nha. Em cảm ơn. 2 cây cho chị Kim Thoa. 1 cây này và 1 cây mocara trắng cho anh Xuân Hoàng. 77. 1 cây này và 1 cây này 90.000, mocara trắng cho anh 85.000 nha. Em cảm ơn. Một cây nắng Mitsu 72, 75 có rồi. 3 cây cao cho anh chị Hoàng Anh Trần số 78 nè. 1 cây, 2 cây. 3 cây cao cho chị Hoàng Anh Trần. 3 cây cao cho chị Hoàng Anh Trần. Kiều Anh chị, kiều, bên đó là cái gì luôn. Một cây, hai cây. Kiều Anh ba cây cho chị Kiều Anh. Chị B Nguyễn 35 có chưa? Có rồi, anh Trung Lê. Rồi. Chị Nguyễn Nhạn 80 một cây cho chị Nhạn. Một cây cho chị Nguyễn Nhạn 80. Chị Thanh Cẩm Lê có rồi. Thanh Đàn Nguyễn 2 cây. 81 cho Thanh Đàn Nguyễn. Thanh Đàn Nguyễn 2 cây cho Thanh Đàn Nguyễn. Lý Hoàng 1 cây 82. Lý Hoàng cho chị Lý Hoàng 1 cây. Chị Lý Hoàng 1 cây. Thanh Trúc thêm 3 cây số 55. Chị Thanh Trúc thêm 1 cây. Chị Thanh Trúc thêm 3 cây cho chị Thanh Trúc. Nguyễn Minh Trường 3 cây.
chuột ơi. Cái này là những cái combo, cái mấy cây này nó là siêu lùm luôn. Cho nên là anh chị thêm giúp em combo này là 2 combo này là 100 ngàn một cây. 3 cây là 100 ngàn một cây. Nãy kia là 250 đúng không? Cái anh chị cái này là những cái cây rất siêu phẩm. Lùm hơn nữa. Chú anh chị giúp em 3 cây là 280 nha, lẻ 100. Những cây này nó có khoảng chừng 6 7 combo thôi nha, nên những combo này giúp em là 3 cây là 280 nha. Tại vì chứ không thì nó em lấy qua bù qua những cái rủi ro đó cô chú anh chị, nên cho em xin thêm có khoảng chừng 6 7 combo thôi. 3 cây 280 ngàn nha. Cái em nói rõ nha, nếu cô chú anh chị em chốt tiếp luôn, nếu cô chú anh chị không chịu á thì những cô chú anh chị đó cứ báo là em sẽ xả ra rồi gọi nha. Còn cái này là chốt tiếp luôn nha. Có ai chưa chốt được? Minh Trường 3 cây 280 cho anh Nhật Minh Trường. 3 cây 280 cho anh Nhật Minh Trường nha. 280 nha, lẻ 100 một cây Nhật Minh Trường. Có ai nữa không? Minh Yến Đoàn 3 cây, 1 cây 2 cây. 3 cây cho chị Minh Yến Đoàn. Siêu phẩm Minh Yến Đoàn 3 cây. 3 cây 280 nha chị giúp em nha các chị. 1 cây. Huỳnh Thơ 1 cây cho chị Huỳnh Thơ. 1 cây. Bụi rất là to các chị. Cái này là lộ ra mấy cái nào lum liệt lum quá. Em bù qua cái rủi ro có khoảng chừng 6 combo anh chị. Chị An Nhiên 3 cây. 1 cây, 2 cây, 3 cây cho chị ăn như cũ, rất là to. 3 cây cho chị ăn như 8. Em giúp em 30 nghìn. Có ai nữa? 1 cây, 2 cây. Hết rồi đúng không? Combo 3 cây, 280 ngàn. Ăn lên, mình lên mít xu quá các anh chị. Từ từ nha, nó quá trời luôn. Con bị lướt rồi hả? Thâu Nguyễn Kim 3 cây. Chị Thâu Nguyễn Kim 3 cây. 1 cây, 2 cây, 3 cây, một ôm luôn. Bôi lùm combo này 280 nha các chị. Thêm giúp em 30 ngàn nha, 1 cây, 2 cây. Combo của ai nữa? Kim Hương 3 cây số 15. Chị Kim Hương 3 cây cho mình. 15. 1 cây, 2 cây. Nhi Hứa 1 cây 87. 1 cây cho Nhi Hứa 100 ngàn nha. Cây này 100 em xin thêm xíu nha các chị. Tại vì nó quá lùm. Quá lùm luôn. Cho em bù cái rủi ro của em. Rồi có ai nữa? Hồng Nguyễn 1 cây số 28. Hồng Nguyễn 1 cây 100. Hứa cái đó là Hồng Nguyễn. Hết rồi. 1, 3. 3 combo nó hết rồi. Combo này 280. Chị Nguyễn Thủy 3 cây cho Thủy. Rồi nha, từ từ. Anh Long Trần có thông tin chưa? Anh nói lâu lắm rồi mà anh là khách mới nè. Ông Trần có thông tin 1 cây cho anh Long Trần nè. Số 89 1 cây trước đây. 89 1 cây 100 ngàn. 100 nha. Ai nữa? Chị Kiều Trang 3 cây. Chị Kiều Trang số 90. 1 cây, 2 cây, 3 cây cho Kiều Trang rồi còn 2 cây cuối cùng luôn. Cái cây cái rổ đó bên kia nữa, 3 cây cho Kiều Trang. Còn cây 3 cây cuối cùng. Đẳng. Dạ Thảo. Dạ Thảo. Windy 3 cây. Windy 3 cây cuối cùng luôn. Dạ Thảo có rồi. 91. Chị Windy. À, chị Windy cuối cùng là hết luôn các chị nha. Chị Windy. 2 cây đẹp, có cây này nó bị gãy cái đọt nha. Nó lùm nhưng bị gãy đọt nha chị Windy. Nha, cái này thì em để combo này 250 thôi. Nha, chị Windy combo của cuối cùng 250 nha. Có một cây nó gãy đọt hết rồi nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị chưa mua được á thì anh chị chờ giúp em tuần sau. Tại vì vườn đóng không kịp các anh chị. Vườn đóng không kịp. Không kịp chuyến hàng cho nên là tuần sau khoảng thứ 5 thứ 6 em sẽ về cho cô chú anh chị một đợt cuối cùng. Thứ 5 thứ 6 tuần sau nếu cô chú anh chị chưa có mua được đợt này, anh chị chờ em thứ 5 thứ 6 tuần sau.
khoảng chừng 2 thùng nữa thôi, 2 thùng khoảng 200 mấy cây nữa là cô chú anh chị chưa mua được. Chờ em nha, thông cảm giúp em nha. Hồi nãy em có nói ít, hoặc nếu anh chị mua thì xuống Tiền Giang, Tiền Giang đang có khoảng chừng 50 cây, không biết mấy bạn bán nè. Cô nhắn cái giá vào trong group Tiền Giang giùm cô liền. À, có Tiền Giang khoảng 50 cây. Miso em tạm hết nha các chị. Nếu cô chú anh chị chưa mốt chốc được thông cảm cho em, hẹn thứ năm thứ sáu em còn một đợt nữa, khoảng chừng 2 thùng nữa thôi. Anh nãy con nó có rồi nên cô không chốt cho chị. Ok, chốt vô chị Dị Thảo một combo. Rồi, em xin phép dừng lại cái mát xô. Anh chị chưa mua được thông cảm giúp em nha, đừng giận nha anh chị. Nhưng mà thứ năm thứ sáu em sẽ về cho cô chú anh chị cái lô cuối. Không phải là trùng cùng một vườn nhưng mà họ đóng không kịp các anh chị. Không kịp, tại vì cái xe hàng á là đi họ đi quá cái giờ nên đóng không kịp. Thứ năm thứ sáu sẽ có cho cô chú anh chị. Nếu cô chú chưa mua được thì đón cái like thứ năm thứ sáu, kế hoạch là thứ năm thứ sáu thứ sau sẽ có nha. Chị Dạ Thảo lâu rồi, chị Thảo chưa có cây, đang chốc dư á. Chị muốn mua 6 cây à, chỉ mua vào 23 phút trước rồi các anh chị, chứ không phải là chị mới này. Comment từ 23 phút trước nè các anh chị, rồi xong rồi chị comment lại mấy lần luôn nè, cho nên là không phải là sao mà không có cây nha các anh chị. Em chốt theo thứ tự nên bé nó đọc chứ em không có dám đọc ở đây luôn. À, thông cảm giúp em nha cô chú anh chị, thành thật nông cảm giúp em nha, nhưng mà sẽ có từng một đoạn nữa, còn 2 thùng mấy nữa nên cô chú anh chị thông cảm nha. Cây giống thì không có đâu, anh chị kiếm đâu cũng không có cây này đâu, chị trừ Việt Nam mình chim chưa thấy có, lớn nhỏ cả giống cũng không có. Họ xuất cái nước nào đó, cái vườn mà em nói chị đi 400 cây số vào được 15 phút đó nha, cho nên là khi mua được cái lô này rất là quý nha chị, quý lắm. Rồi em lên cái dòng khác cho cô chú anh chị nữa. Một cái dòng nắng đỏ, có thùng nắng đỏ, một cái dòng nắng đỏ cho cô chú anh chị, cũng là hàng sưu tầm, mặt bông và video bông quay trực tiếp ở vườn. Em có quay cho cô chú anh chị hôm ở Thái đó, chờ em 2 phút nha. Anh Thành Đạt Nguyễn có cây chưa con? Hình như chưa có. Anh Thành Đạt Nguyễn có rồi, nhưng Thành Đạt Nguyễn của anh có, anh cầm van lúc trước lên lấy nên có. Một cái dòng nắng đỏ cho cô chú anh chị nữa, màu đỏ em quay cô chú anh chị mà hỏi là em quay lúc em phát ở live trực tiếp bên Thái á, em có về màu nắng đỏ này cho cô chú anh chị nè. Cánh nó giống như cái cây của cái đỏ lưng vàng vậy chị nha, màu nó đỏ và cây nó to cao đẹp cũng giống vậy luôn. Và nhiều quá nên là chưa có chốt được á, cô chú anh chị thông cảm giùm em nha. Anh chị, rồi em giới thiệu cho cô chú một cái dòng nắng đỏ nữa cho cô chú anh chị, mặt bông có sẵn cho mình luôn. Cây cũng cao to. Cây này cũng là lô. Em gom được có một thùng thôi các chị, gom được có một thùng thôi. Một thùng thôi nha. Hồi xuất đi đâu á, của cái vườn đó đó. Lô nắng đỏ này 3 cây thì 230, lẻ 85 ngàn một cây. Mặt bông nè, đây nè các chị, cái mặt bông, chờ xíu em đưa mặt bông. Nắng đỏ 3 cây 230 ngàn các chị, 3 cây này 230. Mặt bông các chị, mặt bông nha, đỏ. Đây là em đang tối trời, bên ngoài là màu đỏ nha các chị. Thơm không? Thì hiện tại em ngửi là không có thơm, không biết là buổi trưa có thơm không. Thật sự anh chị là có 15 phút không thể nào ngửi được nha. Đó. 3 cây 230, lẻ 85 ngàn một cây. Cây cũng cao to, những cây này đi ra thiết kế đẹp nha, có một thùng à. Cây cao to mập khỏe,
nhìn cái cây là anh chị muốn bốc liền, mình cái cây là anh chị muốn bốc liền nha. Lâu nắng đỏ này đẹp có một thùng thôi, thùng này đóng có 80 cây à các chị. Thùng này thường bình thường em đóng một cái thùng nó phải 120, nhưng mà cái này đóng có 80 cây là anh chị biết cái cây nó lực cỡ nào nha. Nắng đỏ, lô nắng đỏ này 3 cây 230, lẻ 85.000 một cây, lẻ 85. Em ghim cái giá các bạn em chốt nha. Anh chị comment lên em sẽ chốt từ dưới lên. Đây đây em ghim cái giá. Tạm gọi nắng đỏ cho cô chú anh chị nha. Cái làm màu này cũng lạ đẹp. Thị trường màu đỏ anh chị mất rồi đó, lưng vàng cái gì đó mất tiêu chân rồi nhỉ. Nắng đỏ 3 cây là 230, lẻ 85. Ê, chờ em ghim cái giá. Em chốt có 80 mấy cây thôi. Rồi em chốt nha, từ từ nha. Từ. Chị Ngọc Hồng 3 cây nắng đỏ số 62. 1 cây nắng đỏ cho chị Ngọc Hồng, 2 cây nắng đỏ Thái cho mình nha. 3 cây cho chị Ngọc Hồng, em cảm ơn. À, chị Dạ Thảo lấy 6 cây đều cho chị Dạ Thảo ghép chậu nè. 1 cây chị Dạ Thảo, 2 cây. Lấy mấy cao cao đều cho chị Dạ Thảo ghép, 3 cây cho chị Dạ Thảo nè. 4 cây, 5 cây, 6 cây cho Thảo nha. 6 cây cho chị Thảo, em cảm ơn. Thanh Trúc 3 cây 55. Chị Thanh Trúc 3 cây nắng đỏ cho chị Thanh Trúc. 1 cây, 2 cây, 3 cây nắng đỏ cho chị Thanh Trúc nè, em cảm ơn. 3 cây nắng đỏ cho chị Thanh Trúc. Chị Minh Thùy 6 cây. Chị Minh Thùy 6 cây cho chị Minh Thùy. 1 cây, 2 cây cho chị Thùy. 3 cây, 4 cây cho chị Thùy. 5 cây, 6 cây cho chị Thùy. 6 cây cho chị Thùy nha, cảm ơn. Chị Trâm Thanh 3 cây số 6. Chị Trâm Thanh 3 cây nắng đỏ cho chị Trâm Thanh. 1 cây, 2 cây, 3 cây cho chị Trâm Thanh nắng đỏ cho mình nha. Giữ cái cây mặt bông lại các chị, giữ cái mặt bông lại. 3 cây, có 1 cây có mặt bông nè. 3 cây cho chị Trâm Thanh nè, cảm ơn. Chị Ngọc Liên 1 cây số 50. Chị Liên 1 cây cho chị Liên nè. 1 cây cho chị Trương Ngọc Liên, 1 cây nắng đỏ cho chị Trương Ngọc Liên. Em bé cảm ơn. Bé Nguyễn 3 cây số 35. Chị bé Nguyễn 3 cây cho chị bé Nguyễn, 1 cây, 2 cây, 3 cây cho chị bé Nguyễn. Em vét được có 1 thùng các chị. Em cảm ơn. À, 6 cây đỏ cho mình 1 cây. 1 cây cho Vũ Phong, 2 cây, 3 cây, 4 cây cho anh Vũ Phong nè. Ủa, cây nào nó mọc hơn em. 6 cây trên Vũ Phong nè. 6 cây trên Vũ Phong nha, cảm ơn. Dán Nguyễn 3 cây. Dán Vũ Phong. Của anh Chiến Nguyễn 3 cây 64. Anh Chiến Nguyễn 3 cây trên Chiến Nguyễn. 1 cây, 1 cây, 2 cây, em lựa cao nhất trong đám hết rồi nha anh chị. 3 cây trên chiếc. 3 cây trên chiếc. Di Hiền 3 cây trên chiếc. Di Hiền 1 cây, 2 cây, 3 hơn. 3 cây cho Di Hiền. Nhật Minh Trường 3 cây, 83. Nhật Minh Trường 1 cây, 2 cây, 3 cây nắng đỏ cho Nhật Minh Trường, em cảm ơn. Gì cách mới đây. Anh Văn Đinh 3 cây cho anh Văn Đinh. 1 cây, 2 cây, 3 cây. Cái đó là gì vậy luôn? Lầm đúng không? Chân. Anh Văn Trường 3 cây nè. Lấy cái mặt bông cho anh Văn Trường luôn nha. Lên giúp em thêm địa chỉ cho anh Trường. Em có mấy cây này lầm. Lầm hơn. Lầm hơn rất là nhiều. À, 3 cây thì 230. 3 cây này 260 cho các chị. Chim giúp em 30.000. Xuống có 3 combo thôi. 3 combo. Anh Trọng có chưa vậy? 83. À chị Hồng Quyên có chưa? 51. 51 cho chị Hồng Quyên 3 cây 260 nè. Cho em giúp em 30.000 nha. 260 cho chị Hồng Quyên. 51. Chị Kim Thuận 3 cây nắng đỏ làm cho chị Kim Thuận. Cái này là 3 cây thêm giúp em. Thêm giúp em 30.000 nha. 3 cây cho chị Kim Thuận nè. Số mấy? 94.
trần phương số 9 3 cây là hết luôn. Đó trần phương là hết nha các chị, trần phương là hết. Này 3 cây 260 nha, kêu giá giùm cô nha. 3 cây này 260. Hết hết nắng đỏ nha cô chú anh chị, em cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ. Hết rồi. Hết rồi. Thị trường bên kia hết luôn rồi. Bữa em vác hết rồi. Hết rồi các anh chị. À, cô chú anh chị chưa đốt chốt được thông cảm giúp em nha. Em lên tiếp cho cô chú anh chị một dòng nữa. Mitsu thì anh chị hẹn em thứ 6 thứ 7 tuần sau. Còn nắng đỏ để em kiếm vườn khác có không, nhưng mà hiện tại cái vườn bữa em đi là có một thùng à. Em lấy được có một thùng thôi. À, em lên tiếp cho cô chú anh chị một cái dòng nữa. Một cái dòng chớp nha. Cô chú anh chị ở phía sau chưa chốt được thông cảm giúp em nha. Thanh đẩm với em nó có một thùng à. Nào cũng nó có một thùng là có một thùng thôi. Em lên cô chú anh chị một cái dòng chớp nữa là cây chớp. À, Sonia chớp. À, nắng đỏ chị Nhi Nguyễn chưa có, nhiều cô chú anh chị chưa có, chưa một list danh sách phía sau luôn. Thông cảm giúp em nha, em lên tiếp cho cô chú em một cái dòng chớp. Đây là cây chớp và Sonia chớp. À, nó khác với cây Ecarbon mình nha các chị. Cái này là cây Sonia chớp. Từ cây Sonia nó mới ra cây chớp nha. À, 3 cây là giá là 250 lẻ 90 ngàn. 3 cây Sonia chớp là 250 lẻ 90 ngàn. Mặt bông có sẵn, chớp này thì có bông. Có sẵn bông nhưng mà không bảo hành thôi. 3 cây 250 lẻ 90. Sonia nha. Từ cây Sonia mình ra ca cây chớp này các chị, dòng này thì tách chiếc kia chứ không phải là không có cái một. Không có cái được, cái nó không ra được màu nữa các chị, không ra được cây chớp nữa nha. Ba cây chớp này em để cho cô chú anh chị giá là 250 lẻ 90 ngàn một cây nha. Ba cây chớp hẳn hoi và dòng này từng tách chiếc từng kia. Đây là những kia thân cây già người ta nhen nó làm những kia nó ra nên số lượng này không có nhiều. Em về đúng được 80 mấy cây. Nha, 80 mấy cho cây cho cô chú anh chị. Và những cây này là có mặt bông sẵn cho cô chú anh chị rồi nha. Sẵn bông, sẵn hoa, sẵn cho cô chú anh chị như thế này hết rồi. 3 cây 250 và lẻ 90 ngàn một cây. Và nhớ giùm em, bao giờ trên cái chậu này nó cũng có một cái thân, một cái thân già để nó nhảy lên mầm. Tại vì ương nó là từ những cái mầm nó lên nha. Nay khoa không mua được gì đâu. Ít lắm khoa. Nói chung là bây giờ hàng khan hiếm rất là nhiều anh chị. Anh chị sẽ thấy thị trường bắt đầu sẽ khởi sắc lại. Sẽ khởi sắc, các nước đã khởi sắc lại rồi. Em đi qua nó người ta buổi sáng người ta tiếp Indo, buổi tối tiếp Việt Nam. Tối em mới tới. Nhưng mà em tối em mới tới các chị. Rồi là hôm sau mới tiếp tới mình, sắp lịch như vậy đó các anh chị. Còn đi tới vườn 15 phút 400 cây số tới vườn có 15 phút để mua hàng. Muốn được thôi, em nói chị vậy đó. Khó, khó vô cùng nha. Rồi em lên, em có 80 mấy cây thôi cũng nhanh. Cô chú anh chị nào comment từ dưới lên nha, chớp sau nha cho cô chú anh chị nha. Ba cây cho chị Đại Hậu nè, ba cây cho mình là 250, em cảm ơn chị Đại Hậu nha. Em số đi nha. Không bảo hành bông, bông là chuẩn mặt bông nhưng mà không bảo hành khi vận chuyển nha các anh chị. Bông là em bảo hành là cây chớp nhưng mà không bảo hành khi vận chuyển cho mình nha. Có ai không? Một cây cho chị Thúy Hoàng nè. Một cây cho chị Thúy Hoàng nha. Cây này anh chị, cây đẹp nha. Mặc dầu là tách chiếc kia nhưng nhà vườn này trồng cây rất là đẹp cho cô chú anh chị như thế này. Đó. Trâm Thanh 3 cây thứ 6. Chị Trâm Thanh 3 cây cho chị Trâm Thanh nè. 3 cây chớp Sonia cho chị Trâm Thanh. 3 cây chớp Sonia cho chị Trâm Thanh. Dung Lê Thị Kim 3 cây số 14. Chị Dung Lê Thị Kim 3 cây cho chị Dung Lê Thị Kim nè. 3 cây cho mình 250 nha. 250 em cảm ơn chị Dung Lê Thị Kim, 3 cây 250. Nguyễn Minh Thị 6 cây số 30. Chị Nguyễn Minh Thì 3 cây cho chị Thì nè. Ba cây thì có bông, tại vì biết bông nó mới ra chớp được, mới bán cho cô chú anh chị được đó. 3 cây, 6 cây cho chị Thì nè, em cảm ơn. Vũ Phong 3 cây số 7. Anh Vũ Phong 3 cây cho anh Vũ Phong. Cái này có 80 mấy cây nha, 3 cây cho anh Vũ Phong, em cảm ơn. Có 7 hay 8 7? Hả? Một cây cho chị Diễm Thu có thân già nhân kia ra nhá các chị, một cây cho mình nè. Một cây cho chị Thích Thị Lan nè. Một cây cho chị Thích Thị Lan nè, em cảm ơn. 90 ngàn một cây. Thúy Ngọc Trần 3 cây số 17. Một cây, một cây chớp bán 90 ngàn rẻ các chị. 3 cây chị Thúy Ngọc Trần nè. Thúy Ngọc Trần 3 cây cho mình, em cảm ơn. Nguyễn Đèn 3 cây. Anh Đèn 3 cây cho
Nguyễn Điền. Nguyễn Điền ba cây chanh Nguyễn Điền. Xin cảm ơn. Chị Anna Nguyễn, Anna Nguyễn một cây, số 22 một cây cho Anna Nguyễn, 22 một cây cho Anna Nguyễn. Chị Hồng Nguyễn 28 có chưa? Hồng Nguyễn 28 một cây, 28 một cây, 22 một cây. Chị Mơ Hồ 27 ba cây, chị Mơ Hồ ba cây cho chị Mơ Hồ, 27 ba cây, 27 ba cây cho chị Mơ Hồ, em cảm ơn. Chị Xuyên Lê một cây, chớp luôn rồi không có sổ nữa chị, chớp luôn rồi chứ không có sổ nữa chị Xuyên Lê. Một cây chớp cho chị Xuyên Lê. Em cảm ơn. À, chị Nguyễn Thị Thu Hồng 3 cây. 1 cây, 2 cây, 3 cây cho chị Nguyễn Thị Thu Hồng, 3 cây chớp cho mình. Không bảo hành vòi khi vận chuyển nhưng bảo hành là cây chớp. Các anh chị nha. Hoa Mộc Lan 3 cây số 21. Hoa Mộc Lan 3 cây cho chị Hoa Mộc Lan. Các cái thùng ba lô bông, Hoa Mộc Lan 3 cây. Số cái nữa. Cảm thấy chờ. Chị Cảm Thấy Trần 3 cây cho chị Cảm Thấy Trần nha. Một cây từ từ bạn nước nó không kịp để tạo được, em còn kéo xuống cây sắt. Ba cây cho chị Cảm Thấy Trần nè, ba cây cho chị Cảm Thấy Trần đang đứng máy các chị, hệ thống máy đang đứng, anh chị thông cảm giùm em nha. Chờ em xíu nha các chị, nó bị đứng rồi, nó quay vòng vòng vậy nè, nó quay vòng vòng, nó chưa tạo được đơn. Em sợ tạo trùng thôi. Cảm Thấy Trần 3 cây. Chị Nhi Ngọc cũng nè. Chị Trần Phương số 9 có chưa? Số 9 có rồi. Hoa Mộc Lan 21 có chưa? Trần Phương số 9 3 cây nè. Trần Phương 3 cây chớp cho chị Trần Phương nè. Chớp sau nha cho chị Trần Phương. Cái đó chưa có số. Ghi tên lên đi. Cái đó Trần Phương số 9 đó. Cái đó là của chị Cảm Thấy Trần. Hà Mộc Lan, anh Lê Phước nữa nè. Cô chú anh chị thông cảm nhưng bị đứng mạng rồi. Còn mấy combo đúng hết rồi. Một cây, ba cây chớp. Chạy giùm đi chơi. Em ghi tên nha, em ghi tên trước nha. Còn tí xíu rồi, bấm sau. Trời ơi, T-Bot rồi, T-Bot. Anh chị thông cảm, mạng nó bị cái gì rồi. Em con chốt đi, có gì ghi tên chứ sao. Em lấy từ giấy trắng, con ghi từ giấy trắng dưới á. Hiểu không, hiểu không? Đi. Anh Tuấn Ngọc, cái này của anh chị Trần Phương số 9 rồi đó. Anh Tuấn Ngọc 3 cây nè, anh Tuấn Ngọc 3 cây nè. Anh Lê Phước 3 cây. Em chốt mù nha các anh chị. Chốt mù đó, mai dò đơn đã luôn. Anh chị có tên chị khách mới là làm ơn cho em xin thông tin đầy đủ nha. Anh Lê Phước 3 cây. Anh Nhật Hào 3 cây. 1 cây, 2 cây, 3 cây cho anh Nhật Hào nè. 3 cây chớp xô nha cho anh Nhật Hào nha. Trung Lê số 26 1 cây. Trung Lê 1 cây cho anh Trung Lê, 1 cây Trung Lê 90. 3 cây 250. Đăng Ngọc Sương 3
Lâm Ngọc Sương 3 cây. 3 cây cho Lâm Ngọc Sương nha, 3 cây cho Lâm Ngọc Sương. Em bán lá cho mấy chị ơi, chứ đủ không có. Em bắt ngang ngẫu nhiên luôn. Chị Hoa Ngọc Lan, có một cây này nó nụ nè, chị thì em đổ cho chị thôi nha, còn tại vì em bán lá không có lựa nụ được. Số 21 cho chị Ngọc Lan nè, em đổ cho chị có cây nào nở em đổ cho chị một cây này nha. Số 21 thì đổ cho cây nào đó 21. Cái cây bông đổ cho nụ. À. Ngọc rồi. Duyên Ngọc. Em còn nhiêu đây nữa hết nha cô chú anh chị. Còn nhiêu rổ chớp này nữa hết rồi. Cô chú anh chị nào mạng đang bị đứng nên cô chú anh chị nào chưa có nghe đọc tên có thể comment giùm em lại nha, em còn nhiêu đây nữa hết rồi. Chớp 3 cây 200, chớp cho nhà 3 cây 250, lẻ 90 ngàn một cây. Mạng có thể là bị đứng rồi, bị văng rồi á. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 3 cây chớp xô nhà. À, chị Hồng Nguyên 51 có chưa? 51 có rồi. Chị Trang Lê. Trang Lê 3 cây cho chị Trang Lê. Đi tên. À, chị Kim Huệ 5 cây, nãy giờ chưa có ai 5 cây, chắc là chị Kim Huệ chưa có đơn á. 44 5 cây. 1 2 3 4 cây cho chị Kim Huệ nè. 5 cây cho chị Kim Huệ nha. Chị Hái Dương 3 cây chớp cho chị Hái Dương. 3 cây cho chị Hái Dương. 3 cây chớp xô nha cho chị Hái Dương. Lanh Ngô 34 mình được chưa? Chị Lanh Ngô 1 cây nè. 34. 1 cây chớp. Em còn được 4 cây chớp cuối cùng luôn. Cô chú anh chị nào có lấy nha. Chị Hồng Quy số 51 có chưa con? Có. Chị Hồng Quy có 3 cây chớp rồi. Em còn được 4 cây chớp cuối cùng. 4 cây chớp xô nha cuối cùng. 3 cây 250. Chớp nha các chị. 4 cây xô nha chớp cho cô chú anh chị. Cuối cùng là hết lô chớp luôn. 4 cây xô nha chớp. Cô chú anh chị chưa có nghe đọc tên á thì có thể đọc comment lại giúp em nha. Còn được 4 cây chớp xô nha cuối cùng. Đó. 4 cây xô nha cuối cùng. 90 ngàn một cây, 3 cây 250. Cây này là từ Tắc Chiết Ki. Từ Tắc Chiết Ki ra nha các anh chị, không phải là cái cây mà đem cấy mô ra được. Thị trường không cái cấy ra được. 4 cây cuối cùng cho Dương Dương. 4 cây chớp xô nha cuối cùng cho Dương Dương, em cảm ơn. 4 cây cho anh Dương Dương là hết luôn ạ. À. Em chào chị Thích, chị Lan, xin chào hết cô chú anh chị nha, là hết. Rồi, em lên cho cô chú anh chị mấy cây sưu tầm. Mấy cây sưu tầm. Gì nữa ta? Còn được 1 cây. Còn được 1 cây. Sô nha chớp. Ôi trời, còn rổ, còn sót rổ các chị ơi. Còn sót một rổ nè. Một sót một rổ nha. Còn sót một rổ, cô chú anh chị nào có lấy xô nha chớp, xô trên chớp báo em nha. Còn sót rổ các chị. 3 cây 250. À, 3 cây 250 lẻ 90. Còn sót một rổ các chị ơi. Để tuốt ngoài trước không hay. Một sót một rổ, chớp. Nào ta cùng chớp. 1 cây 2 cây, 3 cây chớp. Lấy đủ combo nha, chị Thích Thị Lan số 10 đủ combo chưa? Thêm 2 cây kia nữa chị cho thích thì Lan, em cảm ơn. Thêm 2 cây chớp cho chị Thích thì Lan. Em còn được 1 combo, 2 combo, 3 combo, 4 combo chớp nữa thôi. 4 combo chớp rồi cái em lên cái hàng sưu tầm. Mỗi cái có ít ít thôi, hàng chậu lớn mà của Thái ra lên chậu thiết kế. Đó là mấy cây lạ lạ thôi. Biến mê công. Biến mê công. À, Saritong xưa. Saritong rạc ri xưa. Biến mê công và thỏ ban mai, ba cái dòng tầm nha, ba dòng su tầm. Và chậu lớn. Chậu là chậu trồng trong vỏ lớn nha. Chị Như Ngọc có chưa? Thêm 1 cây cho chị Cẩm Thúy Trần nè. 1 cây cho chị Cẩm Thúy Trần nha. 1 cây cho chị Cẩm Thúy Trần. Hồi nãy là chị cũng đọc tên á. Chị Nhi Ngọc có chưa? Nắng Thái về chưa? Nắng Thái chưa về các chị.
em của chị Dương Dương hồi nãy. À, đổi cho chị hai cái cây gì đó đi. À, Dương Dương mà bốn cây cuối cùng hồi nãy. Nắng Thái chưa về nha cô chú anh chị. Chị là cảnh trí tầm tổng cộng là 5 cây. Cô chú anh chị nào có lấy xô nha chớp nữa báo em nha. Xô nha chớp. Từ này là từ cây cách chiếc kia. Cách chiếc kia ra nha cả nhà. Cây khỏe đẹp. Phải đẹp nha. À, chị Nhi Ngọc có mấy cây rồi. Giờ không biết chị Nhi Ngọc xong mà. Em ghi cho chị Nhi Ngọc 3 cây trước nha. Tại vì giờ nó nhìn không ra, nó kiếm mạng bị mạng. 3 cây cho chị Nhi Ngọc nè. Em rủi em cảm ơn. Em còn được 3 combo chớp nữa thôi. 3 combo chớp cho cô chú anh chị, 1 cây, 2 cây. 3 combo chớp cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào có lấy nha. 1 combo, còn được 3 combo chớp nữa thôi. 3 combo chớp sao nha. Chớp rồi chứ không phải là sổ nữa các chị. Chớp rồi không phải sổ, em lên biến mê công liền. Em biến mê công liền. Còn được 3 combo chớp sao nha. Cái này chị Lê Phước có chưa? Có, anh Lê Phước có rồi mấy cây à? 3 cây, anh Phước có 3 cây rồi anh Phước. Tại vì sao có cái cây chớp này? Cái gì? Tại vì trong rất là nhiều cây xô nha, tiếng cô dâu của cô chú anh chị ạ. Người ta trong mấy trăm ngàn cây cắt bóc được một vài cây, 1, 2, 3 cây gì đó. Người ta lấy ra, người ta tách từng cây nó ra, nhân giống, nhân cây nó như thế này. Cái cách mà để nhân cây. Em đi Thái em quay có ít cái video chia sẻ cô chú anh chị cho nó vui. Nghỉ trong khi chờ mạng xíu nha. Mạng nó quay chiếu và em chia sẻ cô chú và anh chị coi cái cách người ta làm giống bên đó như thế này. Làm giống nó như thế, làm giống từ tách chiếc kia. Nó vất vả và thời gian nó lâu như thế nào. Ví dụ như một cái cây như thế này. Em lấy cái mầm cho cô chú anh chị coi. Ví dụ như cái cây thế này, có hai phương pháp nhân tạo tạo giống ra cô chú anh chị. Trên từ trước tới giờ khoa học bây giờ ra được hai cách giống cơ bản. Cách đầu tiên là người ta lấy những cái mầm thế này nha. Một là người ta lấy mầm hoặc là người ta cắt này các anh chị, cắt này ta đưa vô phòng nuôi cái này nó nhảy lên nha. Rồi đa số người ta lấy mầm này để cho cái đỉnh sinh trưởng, cái sinh trưởng của này nó cây nó khỏe. Ta cắt khúc này nè, nó lên 1 cm, họ cắt rồi, họ đưa vô phòng mô, nuôi nó trong cái mô nó nuôi lên. Rồi xong người ta đem cắt khúc ra, mấy khúc là mấy cây á chị. Nó nhen ra rất là nhanh, một cái phôi nó ra, ta nhen ra khoảng 5.000, 10.000 và thậm chí cả 100.000 cây. Ta nhen ra như vậy, tốc độ nhanh, cực kỳ nhanh. Cái cách truyền thống mà có một số cây chớp, ví dụ như những cây này mặt bông này là cây chớp rồi, thì cô chú anh chị không thể dùng cái cách đó để mà nhân giống. Tại vì đưa vô nó sẽ không còn chớp nữa nha. Cho nên người ta sẽ nhân giống bằng cái cách là tắt từng cây nó ra, cắt từng cọng nó ra, để nuôi nhiều con, nhảy nhiều con ra, rồi cắt ra trồng. Hoặc là cái cách như thế này, cho nó nằm sắp xuống thế này. À ok, anh Vũ Bảo Khánh, một cây mocara trắng, chờ xíu anh chị. Em lên cây liền. Đây là những thân già, những thân già, những thân khô, người ta trải lên cái lớp lưới đó chị nè. Trải lên cái lưới đâu có làm gì đâu các anh chị. Trải lên cái lưới thế này, thay tưới nước xăm sắp, che này thì che dưới hai lớp lưới nha. Đó chị, dưới hai lớp lưới thôi. Đó, cái cách người ta làm. Để lên cái lưới trải lên, tưới nước xăm sắp lên, bắt đầu nó nhảy con. Nó bật con lên như vậy các anh chị. Đó, nó bật con lên như thế này. Anh chị thấy không? Nó bật con lên như thế này và người ta lát lấy những con đó người ta trồng. Lấy con người ta trồng. Đây là ở bên Thái, em quay trực tiếp bên Thái anh chị. Người ta nhân giống như vậy đó. Như vậy mới ra được những cây chớp cho cô chú anh chị. Nhưng những cái số lượng này cũng không là nhiều so với đưa vào cái mô. Mô một phát ra 10.000 cây, 200.000 cây. Còn cái này nhân ra cũng là nhân thủ công. Thủ công. Đó là những cây chớp người ta sẽ nhân như thế đấy. Nha cô chú anh chị nha. Đó cách nhân. À, hello em chào chị Cúc Hồ. À, mocara. Em có hai màu. Màu trắng, trắng bi và màu blue. Bán cho cô chú anh chị đợt trước á 140, mua 2 cây là 250. Ở cái line này bán cho cô chú anh chị một cây là 85.000, mua 3 cây là 230.
một cây này cho anh Vũ Bảo Khánh, trà xíu em cho con mặt bông, chị cúc con mặt bông Vũ Bảo Khánh một cây, mạng bị lỗi rồi nha cô chú anh chị, thông cảm trà xíu cho anh Vũ Bảo Khánh coi mặt bông của, cho chị Cúc Hồ coi mặt bông của cây mocara. Đây là màu trắng chấm bi. Mocara em có hai màu về cho mình, màu trắng chấm bi, trắng chấm bi, và màu thứ hai là màu tím blue. Tím blue hai dòng này, hai màu này. Mocara là anh chị biết cái cây này nó xiên bông cỡ nào, và tất cả các nhà vườn khi trồng lan sẽ xác định hai hướng, một là trồng cắt cành thì họ sẽ hồng, thứ hai là trồng nguyên chậu để bán như mấy cây dendro mà trồng chậu anh chị đó. Hai cái xu hướng nhà vườn sẽ xác định khi mà mình bước vào nhẫn chân vào trồng lan, họ sẽ đi theo hai hướng, một là cắt lấy bán cái bông thôi, cái cây giữ nguyên đó, đầu tư một cái cây 1 năm, 2 năm, 3 năm khai thác liên tục để chọn cái cây nào ra nhiều bông nhất để làm bông. Nhiều bông nữa. Còn cái hai đổ này nó hết rồi cô chú anh chị. Nên cô chú anh chị nào có lấy một cái ra lấy nha. Đó, như này nó hết rồi. Cái cây nào người ta chọn cây nào để ra nhiều bông liên tục hết cho cô chú anh chị thì cái cây mocara là ưu tiên đầu tiên. Và thị trường mình Việt Nam cũng có, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai đều có hết, thậm chí miền Tây cũng có cho cô chú anh chị luôn. Nhưng tại sao em không nhập ở đây em bán? Chạy lên Củ Chi tí xíu à, chạy về đây có rồi. Mà tại sao không lấy ở đây mà phải đi qua Thái để lấy, về chi phí nó cao? Tại sao anh chị không có màu này? Nếu có màu này người ta bán giá rất là cao, gấp đôi gấp ba lần với màu đỏ, gấp đôi gấp ba đầu vàng nến. Thị trường đa số màu đỏ và vàng vàng nến thôi. Còn cái màu trắng chấm bi và tím blue, hai màu rất là hiếm. Em cũng do dự rất là nhiều khi mà em quyết định nhập cái này. Bé Yến kêu về đi chị, em nói kế bên Củ Chi bán đầy mà sao mà về được, nói chị về đi em bán cho chị coi. Tại sao không có, không có ai có bán cái màu này đâu. Đó là màu trắng chấm bi và tím blue, và cái cây này xiên bông lắm nha cô chú anh chị. Đừng có màng tới cái bông nó làm gì, anh chị về đó đi, ra bông liên tục cho mình đó nha. Ba cây chị đại hậu lấy cái màu gì á, em đang bán cho mình tới hai màu. Chị đại hậu lấy màu gì, chị đại hậu comment rõ giúp em để em lựa màu cho mình nó ưng cái bụng nha. À, em có hai màu, màu thứ nhất là màu tím blue, tím blue, và màu thứ hai là trắng chấm bi. Ok, em thấy comment của chị Phụng Ngô, chờ em xíu à. Ok, chị đại hậu ba màu tím, đây là tím blue và màu thứ hai là trắng chấm bi. Trắng chấm bi cho cô chú anh chị, bông bông to mà hàng này hiếm nha các anh chị. Em nói cái màu này em hận mocara lắm, năm 2019 18-19 là em đã bán, em đã bán hai cái tết mocara và hai cái tết ôm hận. Đặt 1.000 cây, giao 700 cây màu đỏ, 300 cây màu vàng, đứng bán tới chiều 30 vẫn còn. Người ta về Tết nhất hết trơn, em còn đứng ở ngoài đường em bán anh chị. Đặt một đường họ gieo một nẻo anh chị, tại họ dành lúc đó những cây này sẽ lợi nhuận nó cao lắm. Những cây màu trắng nè, những cây màu tím blue giá nó gấp đôi. Mình đặt cọc người ta giá vậy là giá bình quân hết, trong khi họ bán họ bóc ra những cây nó bán cao hơn, tội gì họ giao cho mình. Em ôm hai cái năm Tết rồi. Nên từ năm 2020, 21, 22 không có một cây mocara nào tại shop Hoa Lan Vĩnh Kim. Tại vì cái chị đó chỉ làm bậy với em, cho nên là rõ sao là em không có bán một cái cây mocara nào nha. Anh chị cứ hỏi sao về mocara đi. Hôm nay mới về, em về đi trực tiếp từ Thái Lan về, về cho cô chú chị giá rẻ. Rẻ hơn thị trường trong nước rất là nhiều nha. Em lấy cho chị đại hậu ba cây tím cho chị đại hậu. Một cây, hai cây, ba cây tím cho chị đại hậu nè. Đó, một cây, hai, ba cây chị đại hậu nha, tím blue. Cảm ơn. Lấy cho chị Phụng My, chị tên đi nha. Phụng My hai trắng một tím. Hai trắng cho chị Phụng My. Hai trắng một tím cho chị Phụng My nè. Em cảm ơn. Ba cây cho cô chú anh chị là có 230.000 thôi, rẻ. Gộp cho chị hai cây tím cho chị Trang Lê. Hai cây lê cho chị hai cây tím. Em bán lá nha cô chú anh chị, hai cây tím nha chị Trang Lê. Anh chị cách trồng, anh chị trồng như cây trồng như là cây vanda, hoặc anh chị có thể ướp gỗ ướp lửa, hoặc anh chị gom chung một chậu trồng cũng được. Em thích cây đó mà không biết trồng hả? Dày ra cách trồng nè chị Mỹ. Em cho cô chú anh chị coi mặt cái cách trồng. Ok, em cảm ơn chị Trang Lê, cho cô chú anh chị coi cái mặt bông và cái cách trồng cây này nha. Dễ trồng lắm, xiên bông lắm nè.
anh chị bỏ như thế này, phủ này không cần giá thể gì cũng được. Anh chị thương thì có thể cho vài lát vỏ thông vô bên góc bên dưới thôi nha. Anh chị đưa cái móc là anh chị dùng cái sợi kẽm anh chị giữ cố định là làm sao cho cái thân cây chị đứng lên là được nha. Giữ sợi kẽm tại vì cái móc mình nó có ba cái đầu móc, anh chị giữ cái thân này cho thẳng đứng như thế này, trồng 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 như thế này, một cách trồng rất là dễ dàng. Cách thứ hai, anh chị có thể đổ ở dưới gốc nó là những cái khúc này là cái khúc ống nước, anh chị cột để cho nó thẳng đứng lên. Đó là cách thứ hai, trồng nhiều vô đây nha. Đó, cái cách này dễ trồng, cách nào anh chị trồng cũng được. Em lấy cho chị kim hậu hai tím hai trắng cho chị ạ. Ok, em cảm ơn. Hai cây tím nha chị Kim Hậu, hai cây trắng nha chị Kim Hậu, hai cây trắng hai cây tím. Màu này nó phải đặc biệt, chứ thị trường có sát bên đây nè, chạy chưa đến 30 phút là tới vườn rồi. Mà tại sao không bán mà đi bán chập thái lặn lội chi bán, là anh chị hiểu cái màu đó nó có giá trị ở cái sưu tầm ở chỗ nào nha. Nếu thị trường mua anh chị, nếu mà dạng hút xô thì đa số rơi vào màu đỏ và màu vàng, tại vì những màu này họ để dành riêng bán đắt hơn gấp đôi gấp ba, đôi gấp ba. Mặt bông có sẵn cho tôi chưa? Trắng chấm bi, trắng chấm bi nó hơi phớt hồng đó, chứ không phải là trắng hẳn thôi nha các anh chị. Nó nha, mặt bông có sẵn cho cô chú anh chị nè, mặt bông nè, chụp đẹp không? Tại vì máy em nhìn chụp đẹp nè chị, mặt bông nó nè các anh chị, bông to mà, bông to. Đây là trắng chấm bi, còn cái màu kia là cái màu blue. Blue lỡ lấy cây kia cho anh kia rồi đó. Mặt bông như nè, cái chấm bi đó nha, màu đó đẹp. Có mặt bông sẵn cho cô chú gì, cái mặt bông này nè bán gần hết rồi mới thấy cái mặt bông lên. Cho chị Đại Hậu hai cây trắng, chị Đại Hậu cảm ơn. Hai cây trắng chấm bi cho chị Đại Hậu nha, hai cây trắng chấm bi cho chị Đại Hậu. Lẻ có 90, lẻ có 85.000 cây à, ba cây 230 giá rẻ. Chị chia đi, chưa đến 80.000 một cây mà màu là màu sưu tầm, màu sưu tầm em bán hết rồi, nó còn có chút xíu nữa hết rồi, còn khoảng chừng khoảng mười mấy combo nó hết rồi, mười mấy combo nó hết rồi. Cô chú anh chị nào chưa có cái mocara này anh chị trồng, tại vì cái cây này em nói thẳng một câu là anh chị ít phân thuốc nha, không tốn phân thuốc luôn, trồng bông quanh năm, xuyên bông, chuyên dành để cắt bông để xuất khẩu, mà bán trong nước, bán cán mấy cái shop hoa đều, anh chị đi đến shop hoa nào đều cũng có cái màu bông đó. Tibot về sao quay trời hả? Tibot nãy giờ anh chị không có, không tạo đơn được luôn, ghi tên cô chú anh chị dán lên đứa cây luôn. Màu gì vậy chị hả? Chị Vợ Thủy, em đang bán mocara cho mình hai màu, là màu trắng chấm bi và màu tím blue. Màu này nè, màu này là màu mới, em cũng mới về đầu tiên cho cô chú anh chị luôn. Màu này là màu tím blue, màu thứ hai là trắng chấm bi. Đi đồng giá cho cô chú anh chị 85.000 một cây, 3 cây cho mình có 230.000. Trắng chấm bi. Lên hàng thiết kế. À, dạ, chị Thanh Cẩm Lê chờ em xíu. Giờ mạng nó dày luôn rồi. Mai đứa nào nó chốt đơn nó khùng với nó luôn. Cô chú anh chị nào có lấy mocara nữa báo em nha. Màu thứ nhất là màu trắng chấm bi hồng, nó trắng hồng á, trắng hồng á chị, bi hồng trắng, nền trắng chấm bi hồng nha. Cho chị hình mỹ một cây nè, hình mỹ một cây trắng chấm bi cho chị nè. Màu đẹp, hình mỹ một cây cho chị. Màu nó ngọt không các chị nè, nó bà bi hồng nha nè. Bây giờ mới ra mình được mặt bông, chụp trong hình cũng chưa đẹp, tại vì chị vô hình cái nó lên màu trắng, còn này là bi, là bi hồng nha. Mặt bông, mặt bông một trắng một tím nè. Một ok, một trắng một tím cho chị nè, em cảm ơn nha. Em không có bảo hành bông, em bán lá nha chị, tao cắt chị nhìn đây nó có cái bông nhưng mà không bảo hành. Một trắng một tím cho chị, em cảm ơn. Rồi em lên ít cho cô chú anh chị cái mê công. Không có mua được cây nào luôn á, nhắn tin trước luôn á, đang chạy xe mà dừng lại cũng không được luôn. Khoa dặn cái gì ta?
Dạ thua rồi. Mitsu phải không? Mitsu đợi thứ 5 thứ 6 đi. Nó không nuôi được cái nào. Nó khoa được cây chớp đó. Được cây chớp. Xách tay về. Xách được ba, được hai cây chớp đó thôi, còn ba cây lá biên, lá sọc đó là không có xách được. Sợ bị phạt 2 triệu đồng là chắc ăn mắm ăn muối luôn. Thôi không có, không có xách tay. Chỉ xách được hai cây chớp à, nhét vô trong cái vali quấn báo thì về tới đây. Nha. Rồi em lên. Lên mớ này nữa. Gì ta? Chị được mấy cây chớp hả chị Thì? Hình như 6 cây. Cây đỏ đỏ không tính nha, cây đó không tính nha, đó đó không tính nha. Em có mấy cây này là cây Saritong hàng thiết kế. Cái này sót lại em vét nha các chị. Vét anh chị bữa Yến đi live vườn cho cô chú anh chị cây màu mới nha. Còn cái cây này là cây gốc của nó là cây Saritong xưa, mặt bông nó rất là đậm. Cái này em sót có mấy chậu thôi, có được khoảng 20 chậu. Cho em một, hai trắng một tím ghi chú giùm em nha, cây nào trắng cây màu tím nha chị Lâm. Nói chung chứ là để bây giờ mạng nó chập chờn nên là em lên một ít cái hàng tầm xíu nha. Thôi cô chú anh chị, đây là cái lô Saritong. Lô này lô cây lớn. Cây lớn nha. Chậu này bên Thái người ta ra chậu lớn. Nói chung là đúng ra là họ để chơi các anh chị. Để chơi em mua nhiều em bán tính lá luôn cô chú anh chị nha. Saritong anh chị mua phải tầm 280 đúng không? Ở cái lai này em bán cho cô chú anh chị 220 một cây. 220 một cây. 220 một cây nha, 220 một cây. Anh chị cứ tính lại là em bán là bán tính lá, không tính bông. Tính lá không tính bông, hàng Saritong mặt bông đẹp. Xưa mình nha, bây giờ có lai ra nhưng màu nó không có đẹp nha. Một cây là 220.000đ, bán tính lá nha. Đó, bán tính lá. Bán tính lá hàng này nhập Thái 220.000đ là rẻ nha, 220.000đ rẻ. Nắng Thái chuyến này chị về không mua được cây nào chắc em giải nghệ chơi luôn. Nắng Thái đợi thứ năm thứ sáu anh chị đón. Em cũng cố gắng cho mình hết sức có thể. Nắng Thái nắng Thái nhiều loại lan lắm, thứ trong cái tuần sau kéo dài sẽ khoảng 5 ngày từ thứ năm cho đến thứ hai thứ ba. Rồi nói chung là hàng về sẽ về liên tục cho cô chú anh chị nha. Cái này cũng có ít em lên nốt cho cô chú anh chị luôn. Đây em nhớ là em đã bán lá, bán lá nha Saritong nha. Không có bảo hành hoa. Em bán lá, anh chị nào chỉ cần lá lùm thì nói rõ giùm em. Còn ít có bông thì em vẫn còn lấy cho anh chị để anh chị về có ngắm được, ngắm mặt bông chuẩn như thế này. Cây này thì hết giống rồi. Cây giống cũng không có, đợt trước anh chị về được nửa thùng đó. Nửa thùng bán cho anh chị không có để mà giao sỉ luôn. Khách hỏi em cái cây này sỉ rất là nhiều. Nhưng bữa em dành được tám mấy cây để bán cho anh chị cái đô rồi đó. Đợt này chỉ có được mấy cây này vét, em vét lại mấy cây này thôi chứ không có cây chậu, chậu phi mùi, không có chậu nhỏ nha. Dặn cặp đất về cho rồi, lựa để riêng cho em nha, giá bất chấp ok nha, 2.2. Anh chị nào ghi lá lùm thì em chỉ lấy lá thôi nha, các anh chị cố gắng cho mình nhất. Còn anh chị mà muốn có bông ngắm á thì có bông thế này, nhưng còn lùm lá như thế này 2.2 một cây nha. Em lấy cho chị Đại Hậu một cây nè, Đại Hậu một cây lá lùm cho Đại Hậu nè. Chị Trần Thị Trâm Thanh số 6 một cây cho chị Trần Thị Trâm Thanh nè, có bông nè. Nó gầm comment vậy cho em dễ lựa nha. Một Trần Thị Trâm Thanh một cây. Chị Đại Hậu rồi, chị Kim Nhung một cây lùm cho chị Kim Nhung số 14 một cây. 14 một cây. Chị Đại Hậu rồi. Chị Minh Thùy hai cây lùm cho chị Thùy nè. Hai cây lùm cho chị Thùy của em. Một cây cho chị Thùy. Hai cây cho chị Thùy nè, hai cây cho chị Minh Thùy nha. Hai cho chị Minh Thùy. Không bảo hành bông nha các anh chị.
Em cảm ơn ạ. Chị Đại Hậu rồi, chị Trâm Thanh rồi. Chị Trâm Thanh rồi đúng không? Số 6 rồi đúng không? Chị Cẩm Linh, một cây lùm cho chị Cẩm Linh. Một sari tông lùm cho chị Cẩm Linh nè. Một cây sari tông lùm 220 cho chị Cẩm Linh. Sưu tầm đi các chị, hết giống rồi. Anh Nhật Hào, một cây lùm cho anh Nhật Hào nè. Một cây lùm cho anh Nhật Hào nha. Nhật Hào số mấy thì không biết gì hơn. 220. Em có nói là nếu lùm là không bảo hành bông nha các chị. Chứ lại là em là một là lùm, hai chị lấy lá nha. Lấy lá lùm hoặc là bông thì nó hơi ít thân xíu nha. Một cây cho chị Hồng Nguyễn nè. Không có bảo hành bông nha, một cây cho chị Hồng Nguyễn. Này hàng vét, hàng đi vét đó chị. Thật ra đúng như cây là đã đúng chất là hàng đi vét luôn. Đúng chất là hàng đi vét, chậu nhỏ không còn nữa chị. Có. Đi rồi rồi không có. Sari tông, hai tông đỏ vàng rất là đẹp. Thích vô cùng. Cây này khi mà em cầm em hốt cái lô của khoảng tháng 9, tháng 10 em đã nói, khi em nói trên live à, cây này sẽ khan hiếm đúng chính xác. Bởi sao? Chính cái người cha của cái cây này lai nó ra, lai tạo thế hệ sau của nó, F2 của nó không có ra được màu này. Không có ra màu này mà ra màu này các chị. Để bữa Yến đi lai vườn cho cô chú anh chị có cái màu đó đó. F2 của nó không có ra màu đó. 220, những cây này sót lại tuần đợt trước em về cho anh chị là hàng chậu nhỏ được tám mấy cây. Khách không phải vài khách sĩ hỏi mà không chia lại được. Chỉ để dành bán lẻ cho cô chú anh chị thôi. Đợt này em về được hai mấy chậu, còn được mười mấy chậu nữa. Cho cô chú anh chị coi mặt bông của thế hệ F2 của nó nè. Chị nhìn khác một trời một vực liền. Em đã thấy hai cây của chính người cha của cái người tạo ra cây đó mà. Từ từ nha, em lấy cái video cho anh chị coi. Đây, màu này là màu sau, màu F2. Màu F2 nè các chị. Bông nó đâu có đậm, cái đuôi nó đâu có đậm như cái kia đâu. Màu này F2. Màu F2. Này F2 nè. Em qua tới lúc đó rồi, em biết cái cây nó nằm ở đâu và cái biết cái giá trị của cây nó đâu. Nè, F1 nè. Và cái bên là F2 nè. Khác trời vực thôi chị. F1, F2 á. Một hai nè, mà cái người không phải hẳn là một hai mà cái người lai tạo lấy cái cây đó cũng cấy ra nó không có ra được cái màu đậm nữa nha. Chị Hồng Nguyễn có chưa? Có rồi. Chị Lanh Ngô một chậu, chị Lanh Ngô một chậu số 34 một chậu. 220 một. Chị Thanh Trúc số 55 một chậu cho chị Trúc. 220 một chậu cho chị Trúc. Anh chị nói em chữ cây này là em đi mót. Đúng tiếng mót luôn á. Đúng tiếng mót luôn. 220 một chậu, một chậu 220. Cô chú anh chị nào có lấy nha. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây. Còn được sáu cây. Sari tông, nắng sari tông, mặt bông đẹp. Đúng chuẩn gạch ghi sari tông mình nha. Giờ lai ra cho chị nhìn cái đuôi cánh nè. Cái này là bông đang ở tối nha. Em cho cô chú anh chị coi mặt bông ở trên mái. Nó đẹp như thế nào. Và cây này có chớp. Em đã thấy cây chớp ở bên Thái nè. Cho anh chị nhìn cây chớp của nó. Chớp đẹp. Nó bị đứng mất tiếng. Mặt bông nè các chị. Bông nắng nó đẹp như thế này. 220 một cây nha.
cây F2 mà nhạt nhạt như vậy đã bán trong nước mình là đã 280 rồi. Em bán cô chú chị cây này có 220 mà em vét đi vét tận bên Thái về nha. Nắng Thái cho thứ năm thứ sáu về nha các anh chị. Nắng Thái thứ năm thứ sáu về. Mặt bông đậm màu. Anh chị lên cái chậu cho em nha và gắn cái tem nha. Sao không hút cây chớp đó về chị Phượng? Có mà. Anh Hòa này, em có lấy về cho anh rồi mà. Cây của anh Hòa, anh Hòa ghé lấy đi. Em xách về rồi đó. Xách được cây của anh với của Khoa. Còn cây lá sọc thì không có. Đó, em còn được mấy cây cô chú anh chị nào có lấy nha. Cây mã số 1 nè. Em đọc 6 mã cho cô chú anh chị luôn. Mã 1, 220. Mã 2, 220. Lấy cây phượng cầm hả? Chị cảm thấy trần cây này nè. Chắc số 1 á. Số 2. Số 3, 220. Số 2. Số 3. Mã 1 cảm thấy trần ok em lựa rồi. Số 2 nè, mã số 2. Mã số 3. Bính vô đây ngồi hỏi số nào đầu em chỉ số luôn. Số 2. Số 2 cho chị Tiên Phạm nè. Tiên Phạm số 29 một cây. Số 3. Số 3. Anh chị sưu tầm đi. Cái này em đi vét. Trời ơi, kiếm cái, em thích cái cây này dữ lắm cô chú anh chị ơi. Em thích nó. Không có để nào diễn tả tại vì màu nó đẹp. Anh chị thấy không? Sắc sảo mà kiếm nó vật vả lắm. Đợt rồi về 80 mấy cây chậu nhỏ hết rồi. Khách sĩ em dặn cả ngàn cây. Không có. Nha, mã này mã số 3 nè. Từ nha, em quýnh nha, em quýnh từng đứa nha. Mã số 4 nè, quýnh đứa số 4 nè. Mã số 4 nè, chị thích cái nào lấy nha. Mã số 5. Mã số 5. Mã số 5. Bạn vậy sao quay đi trời. Mã số 5. Mã số 5. Mã số 6. Con nó nhảy trên này nhảy có thể nó rớt nha. Hàng Thái nhập về anh chị. Mã số 6. Mã số 6. 6 mã. 220 bằng một giá cho cô chú anh chị 6 mã. Cô chú anh chị nào có lấy nha mã số 6. Có cái kỳ nó nhảy ra anh chị có thể tách ra, nhen nó ra được thêm một kỳ. Mã số 6. 220 đồng giá Saritong. Mã số 5. Số 5. Mẹ đi vét nên cây không được xuất sắc lắm nhưng mà không có hàng. Không có hàng nha. Số 4 và số 3. Số 4 220. Tệ Thiên hả chị anh Đỗ? À, để ít hôm nữa em cho về. Trăng đẹp em không có lấy chị Trương Ngọc Liên. Em thấy nó mảnh mai quá à, em không có dám về. Thiệt. Nó mảnh mai, bữa em quay chị thấy em thấy nó có chút xíu à. Nó có cái thân nó đưa ra nó có cái bông nên em thấy nó mảnh mai quá à, em sợ em về nó mà nó có mệnh hệ gì đó là em mất vốn luôn nên em không có dám về. Thiệt. Chậu mặt bông hồng hồng là cái gì hả? À, cái này là cây đẹp lạ mà hả? Mà em thấy nó mảnh mai quá, đóng thùng nguy hiểm lắm. Nó mệnh hệ về là em đi theo nó luôn á, mất chốn luôn á. Thiệt. Cây hồng hồng, cây gì? Cây hồng hồng là cây Saritong em đang lên cho mình nha. 220 một cây hàng thiết kế. Thiết kế cho cô chú. Em có cây chớp sau nhà đó, anh nãy có cây hồng đúng không? Shop bán lan. Tiệp Thiện cảm ơn chị Hoài Vũ nha. Mong chờ em Vũ Nữ Tề Thiên hả anh Đỗ? À, qua cái đợt hàng Thái đi em về Tề Thiên cho mà. Em sẽ về có ở vườn nhưng mà chưa có cho về và phải cân đối. Nhiều cô chú anh chị có nhu cầu xíu thì em sẽ về chứ một hai người ít quá cái về cái tồn cũng tội nghiệp em. Nha. Dù Lô Minh không có, hỏi rồi nhưng cây nó còn nhỏ. Sẽ có nhưng mà cây nhỏ, cụ Lô Minh nè. À, Ngọc Điểm Nếp Cẩm. Có được cái lô Ngọc Điểm là sốc quá anh chị. Thực ra em đi tới ngày cuối cùng sáng nay em mới tới được cái vườn đó.
đi ở từ ngày 3 tay, ngày 4 tay, ngày 5, ngày 6, ngày 7, ngày 8, ngày 9 tay, ngày 8 tay luôn. Là không kiếm cái cây đó, không có. Xong tới ngày 9 cái tính đi là máy bay về rồi. Cái anh chủ vườn đó anh gọi cho người dắt đi, nói sao nói Phượng qua mà tới giờ nó chưa ghé. Lại mình nghĩ ổng mình ghé, đợt trước mình đâu thấy cây đó đâu, em đâu có tính ghé. Ổng có cây khác, nhưng mà mình đã bán qua rồi, anh tính không có ghé. Sao ông gọi nói tại sao không, Phượng không có ghé, anh đang chờ Phượng qua, anh chờ qua đấy chị. Anh phát lại, anh bán, anh dành cái lô đó, người ta hỏi rất là nhiều. À, nó có khoảng 30 mấy cây các anh chị. Thì hồi sáng em phát lai em lựa cho cô chú anh chị được mười mấy cây thôi, còn mấy cây nó hơi cuốn. À, thì có thể đợt sau anh dưỡng lại bông nó lên thì mới lấy cho cô chú anh chị. Là anh chỉ dành riêng cái lô đó cho em thôi, cũng rất là quý mà em đang đi kiếm cái cây đó, đúng cái cây mình đang cần luôn. Nó ngọc điểm này sắp được mười mấy cây đó nha. Tìa cái cây của con. Cái cây khác lai của con. Rồi nhớ để cho em nha, chị Minh Thì cũng dặn nó kìa, chị Minh Thì dặn cây đó, chị Thì dặn cây. Em có được mấy cây mê công lá biên. Mê công lá biên là nói chị là mất hẳn giống rồi. Cây thì nó không có được đẹp như hàng sưu tầm, cái cây gì vậy luôn. Trời ơi, chị đi vét như vậy nè, cái vét vậy luôn đi. Em mê công gì đâu mà nó hiếm gì đâu luôn. Và cây em nói cô chú anh chị á, cái cây mê công lá bi, à, cây có một cọng thôi, không ai khác là của gì ta, El Kip có một cọng 2000 bạc lá bi tím. Em nói em không dám mua luôn nha. Chị thích thì Lan một cây sóc, kêu vô sổ riêng đi con. Chị Minh Thì một cây sóc. Một cây sóc lai ngọc điểm lai sóc á. Chị thích chị Lan một cây, anh Vũ Khoa một cây, chị Nguyễn Minh Thì một cây. Khi ta có 12 cây thôi. Ai có thích cây đó thì giá tầm 1,7 triệu. Chứ lấy cái cây mà con đó là 1,8 triệu. Tính vậy đi. Để nó dễ. Cây tự tăng. Chị Thì lấy cây khủng rồi, Khoa nhờ chị Thì nha. Khoa chị Thì thì là chị phát like là chị dặn trước rồi. Chị ta sẽ lấy cây có con khác nha, còn cây kéo đó chị Thì cho chị Thì, chỉ lúc mà chị phát like chị đã dặn rồi. Chị lấy cho Khoa cây khác có con, chịu không? Chị với vợ rồi có con rồi. Nè, mấy cây này cây mê công. Em nói cô chú anh chị, cái giá mê công thì nó nhán lửa, nhưng mà em mua được mấy cây mê công này, lá biên này cho cô chú anh chị giá mềm, giá thị trường nó rất là nhán lửa. Em đi vét em không chắc, chắc người ta nghĩ là có ít người ta bán cho nó giao luôn. Vườn này vườn mới, vườn này em đi ra vườn mới nha. Cây này em bán cho cô chú anh chị nha, mấy cây mê công này, mê công lá biên. Cây này là bán cho cô chú anh chị là 280.000 một cây. 280.000 một cây mê công lá biên 280. Chị Thì nghe giá đi chị, tại vì cái cây này thực ra thị trường bán rất là đắt. Có mấy cây em đi vét á, 280.000 một cây mê công lá biên xanh, mê công xanh lá biên. Chị Tiền Phạm một cây hả? Chị Tiền Phạm một cây. Chị đầu like, chị comment. 280. Anh Khoa là ghi cây sắp có con nha. Lấy cho chị Thì hai cây, cho chị Thì. Chị Minh Thì hai cây. 280. Số 30. Một cây cho chị Thanh Thí. Cây cho chị Thanh Thí mê công lá biên, cây màu đó là gì, màu xanh đó nha, màu mê công xanh lá biên.
Chị Thanh Thúy em cảm ơn. 280.000 một cây. Không có cây. Em nói cô chú anh chị mail công tím ở bên El Kid 2.000 bạc. 2.000 bạc Thái là chưa có tính vận chuyển, chưa có tính tiền công của em chồng đó nha. 2.000 bạc Thái là 1.400.000. Có một cộng thôi. Một cộng đó các anh chị. Nè, mê công tím. Hồi này là mê công xanh này như là không tiêu luôn rồi. Một cây cho chị Đại Hậu nè, một cây cho chị Đại Hậu. Lưu giống nha anh chị. Những cái thân già này chị đừng có cắt bỏ nha. Tí em chia sẻ cái cách anh chị làm những cái thân già này làm giống nó làm sao. Làm giống nó làm sao nha các anh chị. Anh chị cắt làm giống nó sao tí em chia sẻ luôn. Có cái video cho chị luôn. Một cây cho chị Đại Hậu. Thêm một cây cho chị Thúy nữa nè. Đại Hậu một cây, chị Thanh Thúy số 1 một cây. Hai tám mươi một cây. Anh chị lấy giống đi, các anh chị không có giống. Ác để đó, ác bạn không có giống. Đó. Một cây cho chị Trâm Thanh nè. Một cây cho chị Trần Thị Trâm Thanh nè, số 6. Một cây cho chị Trâm Thanh. 280. 280 một cây biến Mekong. Biến Mekong 280. Tôi đã thử nghiệm làm giống trên thân thồng từ đó như bà. Để một can sóc luôn cho chị Kim Hậu ghi sổ, chị sóc Kim Hậu. Là kiểm lại sóc ghi sổ đi. À, cô chú anh chị có dặn sóc thì nhắn giùm em nha. 1.700.000 một cây. Có một cái cây khủng lớn đó thì em bán 1.800.000 em bán rồi, còn lại cây 1.700.000 không à nha. Lần đầu làm chuyện ấy à. Hôm nào cho em xin cái hình coi. Không, chị Thùy Khoa là chị sẽ tìm khác cây có con. Hôm bữa chị sáng chị móc được 1-2 cây có con á. Ghi chú anh Pha là cây có con, còn chị Minh thì là cây 1.800.000, cây anh Pha 1.700.000 mà gán kiếm cho ảnh có cái con cho ảnh có tiếp nối hy vọng. Ok, nói chung là về em sẽ lên cây cho cô chú anh chị ngắm. Có mười mấy cây à, mười mấy cây gì buổi sáng bóc được mười mấy cây em quay em quên rồi. Sáng lo chạy quá đó anh chị, chạy vừa sân bay mình là vị khách cuối cùng luôn, người lên máy bay cuối cùng luôn. Mỗi mắt mỗi mầm, mỗi mầm luôn hả? Bất ngờ chọn cho em xin hình đi đó anh chị. Lên kia rồi em chia sẻ cái cách làm kia đối với những cây biến Mekong cho cô chú anh chị coi. Mặt bông trước đã, mặt bông nè các anh chị, cây gì nè, về có cây vậy cũng phải trả tiền nè nha. Chị Tam Thanh đổi coi có bông hả, nè có bông này lấy không. Nè mà em cũng phải trả tiền đó các anh chị. Chị đó nè, đổi cho chị Tâm Thanh cái có bông nè. Tâm Thanh đổi nè, số 6 đổi cho chị. Này em đâu có bán anh chị đâu, lát em bán rẻ. Tại vì đóng mà vườn có đóng vậy cũng tính tiền mình chứ. Hả? Nó khang vậy đó anh chị, hết rồi, vác được như nó mừng muốn chết luôn. Em cũng mừng nữa. Ok, em cảm ơn. Đó, mã số 1 nha. Em lên cho cô chú anh chị biến Mekong mặt bông. Lá biên, biên lá và cả biên bông. Mặt bông này chị Tâm Thích Lan. Đây là lá biên. Lá biên. Đây là cái mặt bông của nó, cũng là biên bông. Bông cũng biên luôn. Ha, biên viền, viền bông, viền lá. Cây nó như thế này, 280.000 một cây. Nha. 280 những cây này đi vét, vét cả cái Thái Lan luôn. Có bao nhiêu đây? Không có cái có nổ, cái đó giống lá. Có nổ. Nhà có cây có bông này nè, lấy không? Đừng có cây này nè. Nó xấu nhất trong đám nó có cái bông. Thì nó thiệt. Anh chị Đỗ Yến lấy giống đi, không có giống đâu. Nguyên cả Thái Lan em được có nhiêu đây đó. Em còn được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Với những cây mà cuộn cuộn chẳng chẳng đó là hết. Nha, 3, 4, 5, 7 cây, 7 cây. Nha, 7 cây. Mekong lá biên này lúc trước tôi mua 400.000 một cây đó bà. Lúc trước là đã 400 rồi, bây giờ em bán cô chú chỉ có 280 à. Ha, 280 à. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà bá mua ở Việt Nam là đã 400 rồi. Và em đi Thái á, bà em nói là họ không biết giá hay sao, em mua em cũng bất ngờ. Đã cái mà bông tím là đã biến tím á nha, lá biên tím á là 2.000 bạc Thái. Chưa kể về em, 2.000 bạc Thái là 1.400.000 rồi. Nếu về em thì cũng phải là cướp này lên, em phải bán anh chị tầm 1.500.000 nha. Mà cái này bán anh chị có 280.000 à.
em còn được 7 cây nè. Từ từ nha, bây giờ tự nhiên đói bụng dữ trời. Mã 1 nè. Nó lâu đẻ mầm lắm, không như loại khác, 2 cây. Số 1 nè, số 2 280, em lên cho cô chú anh chị 7 mã luôn. Anh chị nào có lấy 7 cây Mekong, có lấy thì báo em nha, em lên cho mình lần lượt 7 cây nha. Tím hả Viết Khoa? Tím có, tuần sau có. Thứ 5, 6, 7 có 12 cây. Em nói thiệt chuyện nha, em thấy cái hình nó có một cái thân thôi mà, nó có cái bông. Xong em thấy nó mảnh mai quá, nó có mệnh hệ nào mà vận chuyển về đây á, tại đóng thùng anh chị biết rồi, cái thùng đóng bự. Mà nó có mệnh hệ gì là em cũng chết to luôn. Nó dễ chết, nó cấn cái là nó đi luôn, cho nên em không có dám về. Thiệt. Khóc một cây mê công tiếp, chà, không dặn trước luôn kìa. Chưa biết giá, tại vì đợi từ từ đi. Ghi chỗ nữa kìa. Giá nào quốc cho đó phải không? Nhưng mà cũng chát nha. Cây của bên kia thì dưới 1 triệu. Dưới 1 triệu 2 cộng à. Còn người ta bán là E-Orchid, chỉ cho anh chị mua luôn 2.000 bạc Thái. Không biết lòi ra được một chậu lá biên tím nhỏ nhỏ luôn nè. Hay ha. Lan vậy đó, không có lá đâu. Hả? Trương Viết Khoa, Mê Công lá biên tím. Cuối tuần sau mới về. Rồi đi tới đó bán rồi, nói cho giờ đi lên màu này trước. Vàng thì nó hết hẳn rồi, tím màu sót là ít, với màu xanh này em bác nguyên ở Thái Lan được có nhiêu đây. Mà cây vậy nó cũng nóng, nó tính tiền em 280.000. Giờ anh chị lỡ rồi, em bán xong em nhìn lại, em cho cái giá xong em nhìn lại cây này em lỗ rồi. Cây này đằng nào bán được 280.000. Cũng phải còn cái kia coi được chút chứ. Nè nó, nó gửi về về luôn rồi, giờ bán sao. Nhan, mặt bông, mê công, lá biên. Lá biên cho cô chú anh chị nha, biên lá, biên bông 280, em lên cho anh chị còn 7 cây cuối cùng. Mà số 1, em đánh mã nha. Đâu quánh chị lên số tiếp đi con. 1 2 3 4 5 6 7. Một cây nè, một cây số 1 cho mình. Nha, một cây số 1. Mê Công lá biên tím 280. Mặt bông có sẵn cho anh chị đó. Đó lá biên, biên lá nè. Bồ lá rất là đẹp các anh chị. Biên lá nha. Mầm dưới cũng biên, thân nhỏ dưới cũng biên chứ không phải có một thân lớn biên đâu. Những cái thân già này anh chị giữ lại giúp em. Giữ lại giúp em, cắt. Cắt ngang bôi keo liền sẹo để ở trong mát. Chị Thanh Văn Nguyễn đã làm và rất nhiều cô chú anh chị đã làm cách ươm mầm. Cắt những cái thân già này để trong mát anh chị. Tầm 1 tuần 2 tuần bắt đầu sưng mắt ra, anh chị lấy ra anh chị bôi cái phun cái kiwi xanh lên, nó sẽ lên mầm. Mầm nhún nhún là thấy cưng lắm, nó sưng nó cương lên là nó sẽ lên mầm cho mình nha. Mã số 1 nè. Mã số 2 cho cô chú anh chị nè. Đây là dòng hẹn đi vét, vét cả Thái Lan. Thái Lan được có mấy cây này chứ, còn được 7 cây cuối cùng. Mã số 2. Mã số 3 lên một lượt, cô chị cho thích mã nào nói nhắn em nha. Mã số 3. Mã này mã số 4 nha cô chú anh chị nè. Mê Công lá biên tím. Làm đi vui lắm bà con ơi, đúng rồi. Mã này mã số 4 nè. Mã này mã số 5. Mã số 5 280 đồng giá Mê Công biến lá biên. Mê Công lá biên. Mê Công lá biên xanh. Mê Công xanh. Mã số 6. Mã số 6 à. Mã số 6 cho cô chú anh chị và mã số 7. Mã số 7 hết. Hết. Hết rồi nha. Việt Nam thì hết hẳn rồi. Có là chăng là những cây anh chị mà sưu tầm mà đang để ở nhà có cô chú anh chị đó. Chứ còn thị trường bán hay là nhà vườn là không còn cây nào hết. Là hết 8 cây mê công lá biên, 7 cây mê công lá biên. À, chưa cho một cặp nắng Thái hàng VIP chơi đi, giá tỷ chị định mua. CEO tặng khẩu phần gì? Em mua nhập khẩu phân bón á, mua cho tặng xe AO ha. Ok đi chú, căng nha. Mấy đứa nó theo dõi cũng đã đời luôn. À,
em còn được 7 chậu mê công lá biên. Cô chú anh chị nào chưa có cây này anh chị sưu tầm nha. Đâu cô chú anh chị con mặt bông ở trên máy. Mê công biên. Nãy chị hỏi em cái vai bông tím nó làm sao. Chị ấy hỏi em à. Tuần sau có mấy cây? 12 cây à? Nãy khoai dặn hết cây à. Giá bất chấp mà dưới 1 triệu. Dưới 1 triệu. Chắc 990 á. Heo kia tao bán là 2.000 bạc Thái cây. Họ nghe được tiếng Thái họ chữa chết. Mà thật sự chắc em bán chị dưới 1 triệu. Mặt bông nha. Rồi cái cây này cây mê công mà em đang bán cho cô chú anh chị. Mê công xanh lá biên. Có biên mà, lá biên nữa mà, bông biên mà. Đâu có hàng đâu. 2.000 bạc Thái đó. Em bán chị là dưới 1 triệu, 999 thì được. Cây vét á. Mua được 2 cây năm ngoái, 250 cây à. Trời ngon rồi. Đây nè các anh chị. Nó lấy của em nó bán đó. Nó bán sai giá rồi đó. Về chém nó luôn quá. Bị lẫn vô bán lộn đó Khoa. Đây là màu lá biên xanh, mê công xanh. 280 một cây. Mê công xanh lá biên nha. Mê công xanh. Lá biên hết, lá biên hết, biên lá. Cây lá biên này em bán cho cô chú có 280 một cây, cây như thế này. Cây như thế này. 28. Cô chú anh chị nào có lấy cây này lấy nha, 210 một cây. Bữa lần nào bán nhiêu mà ta? Đó, 280. Chị sưu tầm đi, không có giống. Thực sự là không có giống, em phải sưu tầm bên Thái. Lúc đó mới chơi có biết thứ gì đâu. Nay có cắm, có một năm có lăn, một năm của lăn, bỏ mùa lăn mùa lóc đúng không? Giờ nhìn lại mới biết cái giá trị của nó đúng không? Của em giống vậy, lưỡi viền hồng á chị. Đúng rồi, có một cái loại lưỡi hồng nữa. Lưỡi hồng tuần sau em cũng có nha, cây nhỏ. Có lưỡi hồng. Lá biên này, biên này là biên xanh lưỡi trắng. Tuần sau sẽ có biên hồng. Biên, lá biên nhưng mà lưỡi hồng. Có. Vì hàng độc lạ em cũng có cho cô chú anh chị hết á. Từ từ em kết thúc ra em ghi em nha. Cây trước này là cây gì vậy? Cây trước cây này hả chị Thoa Đặng? Là em bán cây Saritong. Saritong là 220 một cây. Saritong là cây vét luôn, cũng đi kia vét luôn. Những cây này là những cây vét thôi chú anh chị nha. Vậy Thanh Thúy để một cây mê tím. Cây này em bán 220. Tôi nghe bà nói hiếm mới hạ xuống ngồi bóc cho nó. Hiếm. Thấy bù lăng bù lóc bây giờ mới ra chăm sóc nó đúng không? Hiếm mà. Heo kiếp bán 2.000. Chị cây chị Thoa Đặng hỏi em cây gì mới bán hồi nãy là cây Saritong. Cây này em cũng đi vét luôn. Đợt trước có về cho cô chú anh chị là chậu phi 10, chậu nhỏ nha. Cây này là cây này em bán cho cô chú anh chị là cây cây lớn em đi vét bên Thái nè các anh chị nha. Bây giờ nó ra người ta cũng cấy ra, cũng người cha cấy cây này ra xong một cấy lại là không có ra được màu này nữa. Tầm được cây mê công blue mới hay á chị. Gì nữa, có mê công blue nữa hả? Rầu wow. Em chưa thấy nha, em chưa thấy mặt đó anh Nhật Minh Trung Trương. Ủa tầm lan gì nó khó vàng trời mây. Mệt chị đâu có chị, nhưng mà vui. Khi mình kiếm ra nó mừng lắm. Lấy chị Thoa Đặng hai cây Saritong mã 5 và lấy thêm một cây đẹp. Chết mẹ rồi, nãy có ghi số mã anh đây không? Số 5. Hai cây Saritong mã 5 là lấy thêm một cây đẹp. Một có một cây 5 và một cây đẹp. Có, may quá có ghi số. Đây, số 5 cho chị nè, hay à, chị Thoa Đặng nè. Lấy thêm một cây nào lùm lùm cho chị nữa. Rồi ok chị.
em lấy cây này cho chị nha, có cây búp gì dưỡng gì được dưỡng nha, hai cây cho chị 220, em cảm ơn ạ. 220 một cây hồng vàng mặt quỷ, ôi nhiều quá cho đo loạn não. Sang Thái có săn được chớp vàng đỏ không chị? Có nè, trên trời chắc chắn chớp, không chớp em đền gấp đôi gấp ba. À, có hai cây à? À cho anh Hòa coi luôn, báo giá luôn. Nói chị làm có hai cây, một cây à, chứ hai cây chứ một cây à, các anh chị hình này có một cây à, một cây à, anh bông này bao chớp nha, 3,5 triệu một cây đúng anh Hòa. Cái này là cái mặt bông cây, có một cây à anh Hà, anh 3,5 triệu, anh có lấy thì để em gói ghém em gửi về sau, nhưng mà bữa em, lúc em về đây thì bé đi vườn nó có nói có rồi. Sari tông em còn được mấy cây á cô chú anh chị, còn cái gì cái trời ít ít lẻ lẻ cô chú anh chị nào có lấy nha. Cây em có mấy cây hoàng hậu có bông nè các anh chị, mà rẻ đang có vòi bông hoàng hậu phụ nữ hoàng vòi xanh mà có 250 một cây à, 250 200 mấy ta xíu nha, có mấy cây hoàng hậu có bông nè các anh chị mà giá rẻ. Vòi rồi nha cô chú, vòi nha. 250 một cây, bông nó như thế này. Quên em tưởng đâu em sót bà game, chuẩn bị quay game nha các anh chị. Mệt quá hôm nay, đột xuất em chưa có chuẩn bị nhiều, lại hơi mệt. À, mặt bông của phụ nữ hoàng hậu xanh, 250 một cây. Để cô chú anh chị 230 đi, có mấy cây à? Bán nốt 230, đang có vòi bông luôn nha. 230 bớt 20 ngàn á. Rẻ, đợt trước 350 á các anh chị. Nha, phụ nữ hoàng hậu xanh bông nó đến xứng, anh chị mua bộ càng to. Cái lô này là lô Đài Loan. Lô Đài Loan cho nó bông quanh năm. Bông quanh năm. Bông quanh năm cho cô chú anh chị nha. Nên cây có vòi cao lên thế này. Em bán cô chú chị là 250, bán 230 luôn nha. Một cây gập đơn cho chị Cẩm Linh bớt chị 20 ngàn. 230 một cây cho chị Cẩm Linh, em cảm ơn. 230. Cây nào cũng có vòi hết anh chị. 230 một cây cho chị Windy một cây cho chị Windy nè, 230 đang có vòi, 230. Cẩn thận coi chừng gãy nha. Một cây cho chị Kim Hậu một cây cho. Nãy gần không? Kim Hậu 105, cây cho chị Kim Hậu 230, em cảm ơn. Phụ nữ hoàng hậu xanh. Trước 350 đó các anh chị. Cho bán 230 à, rẻ. Chị Trâm Thanh một cây có vòi cho chị Trâm Thanh. Em cảm ơn ạ. 230 có vòi hết nha các anh chị. 100% có vòi. Hàng này hàng Đài Loan. Bông quanh năm chứ không phải theo mùa nữa. Bông quanh năm, một cây cho chị Thanh Tùng Lê. Em cảm ơn. Quanh năm luôn á, bông quanh năm. Em lấy cây với vòi cao lên cho cô chú anh chị, có một số nó mới nhú chưa chắc nên em còn đang dễ dưỡng chứ vườn thì báo là đã có vòi. 230. Nha. Thằng này Đài Loan. Cây cỡ này cho bông rồi các chị, không cần phải cây 3 năm phải kíp phải làm sao theo mùa nữa, bây giờ bông quanh năm luôn. Tháng nào em cũng bán hết mà. Bán từ 350 xuống tới giờ 200
Ba. Vậy đó. Vậy đó, xiên bao vậy đó nha. Tưởng ra vội ai ngờ ra con bùng ghê luôn, buồn á. Giờ quất cây này có 230 ngàn à, mua đi cho anh. Tưởng giặt, vội ai ngờ ra con hả. Giờ có vội có 230 à, lấy này về ngắm thế đi. Mong quanh năm. Mong quanh năm lắm các anh chị. Nha, yeah. Hay vậy, Đài Loan hay vậy. Mang cổ đài. Bông nè các anh chị. Một cây cho chị Phụng Mỹ nè. Một cây cho Phụng Mỹ 1014, em cảm ơn. Em bán bằng giá luôn nha, 230. Cho cô chú anh chị coi là mặt bông. Em nói cái cây này à, 2 năm về trước, không tới 3 năm nha, 2 năm thôi. Tết năm rồi bỏ năm trước á, một cây này bán 1.4 triệu nha. Ra cái chậu thiết kế bán 1.4 triệu, còn để nguyên ngày là bán 850. Bán cây này là 850 đó. Lấy cho chị Thơ Đặng một cây nè. Một cây cho chị Thơ Đặng, cây đẹp luôn. Đó, vòi đã lắm đó, chị có 230 ngàn à. Quá xá hoàng hậu rồi, có hoàng hậu đó. Chơi hoa được rồi, chờ chứ xanh thôi. Này là hồ hồ xanh. Nhìn sao biết vòi hoa cái con. Dạ, nó lên như vậy là biết chắc vòi rồi. Còn cái này em còn chưa khẳng định nữa nè. Cái này á, có khả năng vòi hay là con. Nó tròn tròn á, nếu chị thấy nó tròn lên, nó nhô cao lên, nó tròn thì chắc chắn là vòi rồi. Cỡ này là vòi rồi, còn gì nữa. Còn cái mầm nó đâu có cao lên được nữa đâu nha. Đổi cây à. Đổi cái này cho chị Phụng Mỹ hả? Không, Phụng Mỹ lấy cái này hả? Đúng không? Mỹ đổi cái này đúng không? Và này chắc không luôn? Chắc chắc rồi, chắc rồi, chắc rồi. À vòi 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 vòi. Nhìn bên này mới chắc mà, còn bên này thì em còn lo bên này nó đã vô cao rồi. Đổi. À chị Phụng Mỹ lấy vòi cao hả? Không không không, từ 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 từ. Phụng Mỹ lấy vòi cao. Nghe anh nói vòi cao chị Phụng Mỹ nè. Em đổi cho nha. Vòi cao. Dạ. Cái này có cái vòi bên này là chắc chắn rồi. Còn cái này thì 50-50. Cái này 70-30 đó nha. 7 là vòi, 3 là còn cái xe lệch nha. 230. Vòi bông nó dài lắm các chị. Một cái phát bông, vòi bông nó dài cả mét. Và trên cái số lượng bông ở trên cành bông anh chị phải trên cả 100 bông anh chị. Và bông nó đối xứng, nó bông tứ phía luôn, tứ bề luôn. Mua năm rồi của con á, 6 chậu mà sao ra con không có vòi bông. 230 chị Diệp Mai Nguyễn một cây nè. À. Con không nhớ con mua năm nào, nhưng mà cây con có cái lô này của Đài Loan, bông quanh năm luôn. Giờ có bông sẵn chị mua nó 230 ngàn, dễ chơi luôn. Đổi chị cây này hả chị Thơ Đặng? Thích cho chị Thơ Đặng ơi, em xuống rồi, xuống rồi chị Đặng. Chị Thơ ơi, 230 một cây cho cô chú anh chị, nó như thế này. Chị Thơ Đặng có cây hồi nãy của chị đẹp mà. Em cầm trong tay cây là lá, nhiều lá cho chị đẹp. Nếu chị đổi là tiếc. Thực sự em có để ý cái của chị có nói là làm sao cho nó ra bông đúng không cô? Rồi con chia sẻ cái cụ bùi của cô lớn chưa? Con không nhớ là cô mua lúc đầu năm hay là lúc giữa năm. Nếu mà lúc giữa năm là của hàng Đài Loan. Đài Loan mình chỉ đi vài lần 6-30-30 vô kích bông vô là nó sẽ ra. Còn nếu mà đầu năm á, hoặc là năm trước nữa thì có thể là cái lô thái cho cô chú anh chị, thì lô thái á, thì cây đủ 3 năm là chị kích bông vào đúng mùa nó, Tết ăn Tết xong mình kích thì nó sẽ cho bông. Chắc là mua lô cũ đúng rồi. Nếu mà đầu năm giữa năm sau này á, là Đài Loan hết. Của em mỗi bên nhú hai mầm hơn một phân rồi, hồi hộp không biết vòi hay hoa. Ok chị, chờ đi, chờ đợi là hạnh phúc. À, dạ con biết, nhưng mà có hai giai đoạn, có nghĩa là sau này có phát hiện một cái vườn Đài Loan thì lúc con bán con có nói hàng Đài Loan á, thì nếu mà hàng Đài Loan thì cô chú anh chị cây cái này, cái
cái thân cỡ này một năm là nó đã cho bông rồi, nó quanh năm luôn, tháng nào cũng có bán, bán từ 350 một cây. Trước đó nha chị, 850 ngàn một chậu thế này nè, bung cái chậu ra thiết kế bán rẻ bán 1,5 triệu, 1,6 triệu, giờ bán chỉ có, bây giờ bán dần dần còn có 230 ngàn, chị biết nó xiên bông cỡ nào, bán không kịp luôn, ra bông không kịp mới bán luôn á nha. Một cây đẹp nữa cho chị Diệp Hoa Nguyễn nè, em lấy cho chị Diệp Hoa Nguyễn một cây cho chị Diệp Hoa Nguyễn nha, em cảm ơn. 2 2 3 em làm giá sát cho cô chú chị hết mức có thể, vòi bông rồi cái gì đâu còn phải là mầm nữa đâu, nên mình không có sợ mầm gì nữa hết. Vòi bông lên cao lên thế nè, cây đẹp rồi, cho hoàng hậu xuống không có 230 ngàn à, bằng người ta bán một cây. À, bắt qua trường Tiền Giang vậy là cây hàng đà, càng đài, hàng Đài Loan, nếu mà giữa năm nay là hàng Đài Loan, Đài Loan á cô. Cô tăng nắng lên giùm con chút xíu, đi đi giùm con. À, bây giờ cô làm cũng được chứ không phải đợi Tết, nếu là cô đã mua ở vườn con là cũng tháng 6 là đợt sau này á thì mình sẽ đi giùm con là 10 55 10 ha, 10 35 10 đi 2 gam, và trước khi đó chị cô ngưng nước cho con khoảng chừng một tuần nha, một tuần ngưng nước, một tuần thôi không cần nhiều, ý là mình đang tập trung cho cái vòi bông mình đi 10 55 10, 2 gam cho 1 lít, cộng với khoảng chừng 3 giọt super thai, cộng với decamon hoặc atonic bút cho em được 3 lần nha, không cần theo mùa nữa, bông này nó giống quanh năm rồi nha. Đúng rồi, đầu tiên cho thăm rồi ông, cái đầu là cái không nhớ nữa, có đây giai đoạn bán hàng vội tới 850 các anh chị, giờ bán chị giờ có 230 rẻ không. Mặt bông hoàng hậu xanh, phụ nữ hoàng hậu xanh, bông về nè các anh chị, cây khỏe, vòi bông, bông nó dạng đối xứng nè chị, vòi bông nó dài cả mét nha. Mặt bông giờ có bông sẵn mình chơi mà có 230 ngàn, chị đáng đồng tiền chị bỏ ra, rẻ, rẻ hơn so với 2 năm trước cô chú anh chị chơi lan, rẻ rất là nhiều, 1/4 giá trị của năm trước, 2 năm trước. Năm trước cây này 850, bây giờ chị mua có 230 ngàn, 1/4 giá trị, 230 ngàn, tội gì không mua. Giá thể là trồng thang hết cho cô chú anh chị rồi, không phải đợi thuần gì nữa, bung ra có bông sẵn mình chơi luôn. Về những cây này là nhà vườn Đài Loan người ta trồng theo cách của Đài Loan, họ trồng chỉ có cái chậu nhựa thế này thôi, anh chị rọc nó ra thêm thang vô giùm em nha. Và nhớ cây hoàng hậu mình phải treo lên, không để dưới đất, cái này anh chị treo có chỗ nhiều gió, bộ rễ nó đơm lên rất là đẹp, nó đơn dựng đứng lên là rất là đẹp nha. Lấy chị kim hậu một cây nữa, lấy chị củ to. Cây củ to nè chị kim hậu, củ mọc ú nu nè, một cây củ to cho chị Kim Hồng nào, cũng củ to hết luôn á, này củ to này. Có 2 cây này, cây nào cũng củ to, em lấy cho chị cái này nha, em cảm ơn. 230 ngàn, giờ 3 đốm 8 xanh rồi luôn nè, dữ vậy hả? 3 trái bùi chát hả? 3 trái bùi chát. Năm nay lan nào cũng rẻ, đúng rồi chị Tiết Mai Nguyễn, chính xác. Từ khi em đi Thái anh chị đúng không? Chị Thái. Còn cái mặt của em nay quá tồi luôn. Nắng quá quá chị, nắng quá là nắng luôn mà. Trời, nãy giờ không bắt sáng luôn. Em còn được mấy cây hoàng hậu cô chú anh chị nào có lấy nha. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5, khoảng chừng chục cây nữa. Chắc để một ngày spa tốt thiệt, bữa nay nắng thiệt, tốt gì nổi mà tốt. Đi ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7, 8, ngày 9, ngày 7 ngày, đi 7 ngày. Em nói anh chị là thức dậy là 6 giờ, 6 giờ là ăn uống trên xe, ghé 7, 3, 7, mua cơm hộp ăn. Đi cứ đâu nghỉ đâu, tài xế chở thì mình đặt cái xe mình ngủ, cho tới giường mình ngóc đầu dậy mình đi ra nhà, đi tới chiều tới 6-7 giờ tối. Có mấy ngày đầu thì 2 ngày đầu thì đi với mẹ mà đi chùa thì có thời gian nghỉ, rồi sau đó là không có thời gian nghỉ luôn. Nhưng mà đen thiệt, hôm nay nhìn mặt nó sơ sát lắm rồi, sơ sát.
230, khoảng chừng 8-9 chậu nữa hết. Cô chú anh chị nào có lấy sưu tầm đấy nha. 230.000 cho một chậu hoa bồi bông. Bồi bông nó dài cả mét, cả mét. Và bông nó đối xứng rất là đẹp, rất là đẹp. Giữa và hậu đớn và hậu xanh thì em vẫn thích, sở thích khu mình vẫn thích cái cây hoàng hậu xanh. Tại vì sao? Cái màu nó đẹp. 230, 1230, 230 một cây nữa này cô chú. Rồi chuẩn bị em quay game, chấm cho em vài cái em bên quay game nha các anh chị quay game. Còn một số dòng lan chưa lên kịp cho cô chú anh chị nữa. Có cả thỏ bằng mai, thỏ bằng mai. Có cái lô cắt mắt hí, mắt hí, nhưng mà cái đó ngày mai Yến sẽ lên cho cô chú anh chị nha. Các lô cắt mắt hí mà anh chị mong đợi đợt rồi không ai xả một cây luôn, không ai xả một cây. Đó là mặt công hoàng hậu nha. Và game tặng cho cô chú anh chị là 3 cây mocara. Em sẽ tặng cho cô chú anh chị 3 cây màu blue. Anh chị có trúng game anh chị có thể chọn, cho anh chị chọn luôn. Em có 2 màu mocara cho cô chú anh chị, là thứ nhất màu blue, màu xanh blue, tím blue á, và màu thứ hai là trắng bi. Đang về cho cô chú combo cho mình là có 3 cây có 230.000 thôi, giá rẻ. Tại sao? Em đi đóng thùng cước rẻ cho cô chú anh chị luôn. Mặt bông trắng bi và màu trắng chấm bi, trắng chấm hồng bi và màu xanh blue. Nghe quay game tặng cô chú anh chị 3 cây. Tặng một combo cho cô chú anh chị luôn, mặt bông trắng chấm bi. Đó, hai màu này anh chị ở Việt Nam chị không mua được. Nếu mua giá rất là cao, gấp 2, gấp 3 lần so với màu đỏ, màu vàng nến đại tràng trên thị trường. Hai màu này, đặc biệt là màu trắng mua rất là đắt, phải gấp 3. Gấp 3, gấp 2 đến gấp 3 lần. Nha cô chú anh chị, những màu này mà sưu tầm. Vàng nến anh chị có đã mua cũng đã 130, 140 cây rồi các anh chị nha. Còn cây này em bán cô chú anh chị rất là rẻ, có 85.000 một cây, 3 cây 230 nha. Em lấy 3 cây làm quà game. Em có 2 màu, màu thứ nhất là màu trắng chấm bi và màu tím blue. Cây tặng như thế này. Em lấy 3 cây làm quà game cho cô chú anh chị luôn. Trắng đẹp tuyệt vời, chính xác. Trắng nó giống như là hàng va vậy các anh chị. Đẹp lắm. Trắng chấm bi màu đẹp. 3 cây 230, em còn khoảng chừng một ít thôi. Cô chú anh chị nào có thích sưu tầm thì lấy giá này. Tại sao thị trường Việt Nam có kế bên Củ Chi đi chưa được 30 phút đã có rồi. Nhưng em không có về từ Củ Chi tại vì không có cái màu này, không có màu sưu tầm về cho cô chú anh chị. Em chỉ về được cho cô chú anh chị nhưng mà mới nhập bên Thái về, chứ còn đang nói tới đâu có tự nhiên quên nữa chị, nó mệt nó quên mất tiền quà tặng nè. Trời, cho số điện thoại luôn á chị. Rồi và em thông bố lại cái tỷ lệ quay game. Quay em tặng cho cô chú chị 3 cây mocara màu blue. Thế về game, cô chú anh chị có mua hàng quay trúng tên mình nhận quà luôn, khỏi phải chia sẻ. Còn nếu cô chú anh chị chưa có mua hàng thì vui lòng chia sẻ giúp em 3 lần công khai lên dòng thời gian nha. Nay mặt hoa ngọc điểm cho chế luôn. Ok, cảm ơn Mr. Danh nha. Khách em có nhiều cửa chú chị chăm hình nó quý lắm đó, các anh chị cho hình mừng lắm, vui lắm. Mà mỗi lần một cái cây gì mới mà kiếm mặt bông nó cũng vật vả lắm chị. Mà mặt bông thực tế khách cho nó có giá trị hơn rất là nhiều. Cái niềm tin của cô chú anh chị sẽ tăng lên. Nó với sếp cô chú anh chị đã từng chăm rồi có cái bông đẹp chị cho em xin hình, em cảm ơn, mang ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Gì uống rồi rầu đủ thứ gì vậy chị, gì chị quanh đủ thứ gì. Quay nha, tặng cô chú anh chị combo. Em quay còn lại một số hàng Thái, có mấy dòng sưu tầm. Rồi cái like vào ngày mai sẽ like tiếp cho cô chú anh chị. Quay. Nhớ giùm em, có mua hàng là không cần chia sẻ
trúng là nhận luôn, còn không có mua hàng phải có chia sẻ ít nhất giùm em 3 lần nha, công khai lên nhầm thời gian. Nhức đầu mà mệt chứ chị, mệt chứ. Sáng chị thấy em bay bay bên Thái giờ về đây đó, bứt gân luôn. Hôm nay chủ nhật tranh thủ bán anh chị nè, được 290 mấy cô chú anh chị chia sẻ. Trời ơi cái gì vậy? Rồi em quay. Gì vậy? Gì á? Sao nó đổi gì á? Từ từ. Từ từ đừng manh động cái máy em, sao nó tự nhiên cái nó đổi, nó lật ngang màn hình cho tài. Quay. Hả? Từ từ đem vô cái app khác anh chị xin cười nha, sao cái máy em nó kỳ vậy, nó lật ngang ngược á, tự nhiên nó đổi bắp quá. Ngọc điểm like bò cạp hả? Like sóc mà, coi đó like sóc, sóc like mà. Ngọc điểm like sóc mà, đâu phải bò cạp đâu, bò cạp cái khác à. Cái khác à, cây sóc này có giá trị hơn rất là nhiều à. Và người đầu tiên bán là em thôi. Thị trường thế giới cũng chưa có nữa, chưa xuất nước nào, mới xuất của Việt Nam. Việt Nam em mua thôi. Lô một điểm là sóc chưa có xuất trên thị trường. Em quay nha. Cái máy kia nó bị giật cái nó kỳ lắm, chờ em chút em quay nè. Giật cái máy điện thoại của em á, trời ơi. Dễ đâu rồi. À, nói chung là sáng này em mới bóc thôi, chắc là qua đợt tuần tới nữa chị. Tại vì sáng là vườn mới tưới nước, nên là tuần tới nữa, tuần sau bỏ tuần tới nữa nha. Thiếu ngủ nghiêm trọng luôn. Hình như chị Nhi Nguyễn có mua hàng á. Nhi Nguyễn, nàng thơ áo đỏ của em. Nhi Nguyễn, để em coi có như hàng mua hàng không nha, chờ em xíu nha. Nhi Nguyễn. Có mua hàng. Chị có ba nắng đỏ chưa em, hột cây, vanda, mocara với lại nắng đỏ. Chúc mừng chị Nhi Nguyễn. Chị đúng rồi, đừng có xả của em nha, lấy thêm nha. Không chơi xả nha. Cho chị thôi đặng xem một điểm lai sóc hả, chờ xíu em nhá hàng này. Trừ 7 cây. Nãy giờ khách dặn cũng được 5-6 cây rồi đó. 3 cây tặng cho chị nha. Chúc mừng chị nha. Trời ơi, hên quá. Cái máy của con cô, còn cái máy kia tự nhiên quay cái nó giật lên vậy nè. Con cũng không biết sao nữa mà quay đúng cái thời gian cho mình. À, cái mặt điểm là sóc bông nè, có sẵn bông luôn nè, em một kho hình luôn. Em có một, mỗi lần em đi Thái về có một kho hình đó các anh chị. Có cây này lạ lạ nè các anh chị. Em lấy đâu được có 7-8 cây. Anh chị thấy lạ không?
ổng nói bằng cái tiếng của ổng em mới dịch ra được. Đợi mốt ra bill đi em mới biết cái tên. Cây này lạ lạ nè. Vậy là cái lưỡi đâu? Cái đường gì á, cái kiểu gì đó. Mà cái lá đó là lá, lá dày không à. Dạ chị Thảo, chị Thảo muốn lấy mấy cây bạn ghi thêm cho chị. Nên thì lá nó cúp không à. Cây này là cạn đột biến. Mấy cây à. Mà cái đó có mấy cây à. Bông nè. Chị nhìn cái bông nó mê không. Cái lưỡi nó vậy đó. Mà để đi từ từ mới có mấy cái cây à. Nói chung hàng sưu tầm anh chị nha. Rồi từ từ cặp điểm lai sóc nữa nè. Mặt bông ngọc điểm lai sóc nè anh chị. Sáng quay video đâu rồi. Sao quay gì có mấy phút rồi trời. Từ nha, từ từ nha. Ngọc điểm lai sóc. Sáng lo trễ máy bay không có quay hết. Thơm, thơm lắm, sáng lượn được ngạt mũi luôn. Từ từ nha. Nhiều hình lắm quá trời. Đóng hình luôn. Nhiều hình lắm. Thế thì Danh tặng cái gì á? Đúng cái gì á Danh? Rồi. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều. Chúc các anh chị ngủ ngon. Hẹn các anh chị vào cái like trưa mai, sáng mai em cũng chèn chèn em like anh chị buổi sáng những cái hàng gì cũ với lại sale bớt. Rồi ngày 2 giờ sẽ lên hàng mới. Nhiều dòng lan mới cho cô chú anh chị. Thấy hôm nay lên tính là có 3 dòng, 3-4 dòng, 3 dòng. Hẹn các chị và cái like hàng Thái vào 2 giờ là hàng mới. Còn buổi sáng em sẽ like hàng tua lại những cái gì còn sót lại như mực Mokara. Còn được một rổ chớp sô nha. Với lại mấy cái hàng gì ở cửa hàng em xem. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều. Chúc các anh chị ngủ ngon nha.